Nena đạt chánh tri viên mãn, không ấy nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Sa thú lành thai, ra đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, viện độ đầy vào thân. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chân tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kêu liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành, nguyện dình tam học về định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo viên thành. Akasatha chapumatha devanaga mahithika Bụn nhân nô anh nô mâu đanh thì chỉ rằng các hành tu xa xa năng. Akasatha chapumatha devanaga mahithika Bụn nhân nô anh nô mâu đanh thì chỉ rằng các hành tu nô garu. Akasatha chapumatha devanaga mahithika Bụn nhân nô anh nô mâu đanh thì chỉ rằng các hành tu nhất cạnh từ nhà ta vô. Akasatha chapumatha devanaga mahithika Bụn nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng đặc khanh tu ba ni nô. Akasatha chapumatha devanaga mahithika Bụn nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng đặc khanh tu nô sa đa. Chữ thiên ngự trên hư không, ma địa cầu tưởng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, động sinh quan thị phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, tránh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu, ngài Liễu Tông, ngài Tỳ Siêu. Dạ con xin sám hối ạ. Dạ con thành kính tri ân ngài Chỉ Đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy của giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới, do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Trần Đạo ơi, Trần Đạo con nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu nghe Trần Đạo. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu, ngài Liễu Tông vừa quan năm vào đạo tràng, và Nhật Quỳnh kính lễ quý chư tôn đức vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ Trần Đạo có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ vậy là Trần Đạo không có trước máy rồi. Dạ ồ xa thủ. Dạ kính mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông thảo luận những câu hỏi nha. Dạ kính mời Trần Đạo. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức, kính đảnh lễ ngài Liễu Tông.
Kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đại diện đạo tràng để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Tô Sa Sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang pati katang cali angthi warang aya chatha santi tha satappa racap khaca tika desetu thammang anukam bimang pacang Sattamma pering vinayang chakayang sutang cha pangdang apitham majamang Ako tayang to satusak cha dangdang Papo thaneye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hết. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lộc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu như niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp dạng, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu tri vẹn toàn. Dạ con đã tỉnh pháp sư xong. Dạ con xin gửi mic lại cho ngài Lễ Tông để nghe thử âm thanh ạ. Dạ con kính thỉnh bằng tay của mình. Nam mô Tát Sa Pa Va To Ra Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa Chư Cận Sư Nam Cư Sư Nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Thằng có nghe được như Nhật Bình không, cho ngài một tín hiệu đi quý vị. Dạ, mà Nhật Bình thấy đằng đạo chắc có lẽ đang bận nên không có lên mic. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, nên con xin phép được cầm mic. Dạ, Nhật Bình kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, đã đến chờ ngài Liễu Tông trả lời những câu thắc mắc của quý vị trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời những bàn tay cũng như mời những câu chết chát. Và Nhật Quỳnh sẽ đọc thế cho quý vị. Và lúc nào Trần Đạo có thể cầm mic được thì Trần Đạo cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ gửi mic thầy Trần Đạo nha. Và Nam Mô Bích Tha giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời Đạo Trang. Và chị Meta nghe âm thanh Nhật Quỳnh rõ nhưng mà không biết quý vị có nghe rõ được không. Và cảm ơn chị Meta và kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sáng Khai. Con kính lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Con cũng kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Dạ, con có câu hỏi, con bạch ngài, gia đình của con thì con có hai chị em, tất cả đều qua định cư ở tại Úc. Dạ, thân nhân ở Việt Nam thì cũng không có còn nhiều. Mà ba mẹ con thì cũng đã mất hết rồi.
Bây giờ tụi con có ý định là đi về Việt Nam để lấy cốt bà mẹ của con và đem rải tro cốt ở Việt Nam. Thì kính bạch ngài, xin ngài chỉ dạy cho con trước khi về hay là khi về đến rồi thì tụi con phải làm gì và đọc kinh gì, rồi khi đã lấy tro cốt được rồi con làm gì, đọc kinh gì, rồi khi đi rải thì tụi con cũng phải làm gì. Dạ, xin ngài chỉ dẫn cho con rõ. Con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Đại Chư Thượng Chư Nam Kinh Chư Nữ trong đạo tràng. Chuyện đơn giản thôi, thì mình làm phước để hồi hướng phước báo cho cái người đã qua vãng trước khi, rồi giống như mình sám hối rồi xin phép để làm chuyện đó. Tại vì thường thường ở Việt Nam mình nói chung là khi trước khi dặn con phải làm này làm nọ, thành ra bây giờ mình muốn làm theo cái kiểu khác thì mình phải hồi hướng phước báo, làm lễ trai tăng hồi hướng phước báo xong rồi sống để xin phép. Còn cái chuyện mà lấy cốt này kia xong thì có một số cái chùa ở trong đó họ làm, họ biết cách làm, chứ còn mình làm không được, phải xin phép xin đồ nhiều chuyện lắm chứ không phải dễ giống như mình nói. Rồi xin phép làm thì xin cái chỗ quăng cho đổ rồi thiêu trước, thiêu cho ra ra trò, rồi cái chỗ cũng tùy theo cái chỗ mà họ cho mình bỏ thì cái bỏ vậy thôi chứ không có nhiều. Còn sống thì nuôi, còn sống thì phải làm này làm nọ nhiều chuyện, nhưng mà một khi đã từ giã cái đời sống hiện tại rồi thì ngoại trừ những cái vị mà nếu ở trong cái khổ cảnh thì họ cần phước báo để họ ấy, thì mình cứ làm theo nhiệm vụ của mình. Chứ còn cái cốt đó thì ngoại trừ một số người tin theo những cái lối mà tiên truyền của một số cái hệ phái khác, rồi họ nhiều khi họ ở trong những cái cảnh giới mà họ vẫn còn sự chấp chấp ngã, rồi vô cái chỗ đó thì mình cần làm những cái việc đó đó, mình hồi hướng phước báo xong mình sám hối, mình làm một số cái điều kiện. Chúng tôi nghĩ ở Việt Nam chắc nhiều vị cũng biết cái đó, rồi xong xuôi rồi cái mình quăng về thôi. Nhưng mà cái chuyện làm phước thì nên nhớ là khi nào có dịp làm phước đều hồi hướng phước báo cho cái người đó, bởi vì mình không biết cái vị đó đi đầu thai chưa hay như nào, hưởng phước báo cho riêng cái vị đó là cha mẹ trong cái kiếp này, nhưng còn cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp khác thì mình cũng hồi hướng chung để cho họ cũng được cái đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Quý vị cũng phải đưa bàn tay như chị Metta và có những câu chết chát. Thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc ạ. Dạ, con chưa thấy bàn tay, con cũng chưa thấy những câu chết chát. Dạ, theo như câu hỏi của chị Metta, con xin hỏi tiếp một câu bạch ngài. Dạ, hôm trước con nghe trong cái trường Phật giáo Nam truyền này nè, có người chia sẻ là bình thường sao mà mình không có lo mà cúng dường trai tăng gì hết, mà đến khi thì nhà mình có người thân mắc mình mới trai tăng rồi này kia nọ. Con theo cái lời dạy của ngài với chị Bách Ta đó, thì con xin hỏi ngài là nếu bình thường thì con thấy ai cũng vậy, cũng có lúc cũng có trai tăng và cũng có lúc không, nhưng mà nếu gia đình ai mà có biết một chút xíu về Phật pháp thì theo như lời Đức Thế Tôn dạy thì con xin sám hối, thì mình nên làm phước trai tăng để hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc mình đã qua vãng. Dạ, câu hỏi của con là mình có nên làm như vậy hay không bạch ngài, hay là kệ người thân mình mất thì mất đi, lúc còn sống lo tu, không lo tu thì thôi, rồi lúc mất thì ráng mình chịu, khỏi cần trai tăng, khỏi cần hồi hướng gì hết. Dạ, ngài chỉ dạy dùm cho con làm như thế nào để đúng với
lời dạy của Đức Thế Tôn ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân vinh đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn ngài giả, kính thưa chư quý vị. Lúc sống này lâu vui lâu chết thì làm phước hồi hướng, đó là lời dạy của ngài trong bài kinh Thi Ca La Việt đó, vô ra coi thì biết liền gì đó. Cái thứ hai đó, tại vì đa số người Việt của mình nó không có học đúng cách theo lời dạy của Đức Bổn Sư, thành ra mình làm tùy theo sự suy nghĩ của mình hoặc làm tùy theo những cái vị thầy nào mình theo thôi. Chứ thực sự ra đó là mình đâu phải có một cha một mẹ trong kiếp này đâu, không đâu. Mình luân hồi bao nhiêu qua tăng kỳ kiếp rồi, còn những người làm cha là mẹ mình đếm cũng đâu hết. Mà chắc gì những người làm cha mẹ gì có an vui đâu. Bởi vì coi trong cái tích truyện vô bình sơ dương đó, thân nhân vô bình sơ vương làm ngạ quỷ tới 91 kiếp trái đất đâu không thấy à. Thành ra cái chuyện đó là chuyện mình làm phước đầu hướng là cái chuyện mình nên làm. Còn nếu cha mẹ hiện tại còn sống thì mình nên nuôi dưỡng đúng mức. Mà cái việc làm của người đúng mức được nhắc lại, được chú giải nhắc lại trong bài chú giải kinh của kinh Hạnh Phúc đó, nghĩa là Mangalap Thadipani đó. Mà có 4 năm chuyện phải làm đối với người còn sống, là cha mẹ chưa biết bố thí, là làm thế nào để cha mẹ biết bố thí, cha mẹ chưa biết trì giới là thế nào, cha mẹ biết trì giới, cha mẹ chưa có biết những cái cách mà trong cái giáo pháp mình để tạo phước báo thì ráng làm. Và cách cuối cùng là cha mẹ, nếu mà người mà là tạo thế nào cha mẹ có trí tuệ đó, cái đó là cái quan trọng nhất. Thì điển hình là ngài Sở Bồ Tát đó, bà già của ngài Sở Bồ Tát tức là một nữ Bà La Môn như tài kiến số 1 thời đó. Bà có mấy người con đều sống nhau thì theo ông anh cả là ngày Sở Đi Bồ Tát đi tu ở trên đó, bà gặp mấy ông sư bà kêu bọn áo vàng đầu trọc con này kia. Nhưng tới ngày ngày Sở Đi Bồ Tát sắp nước bàn sau khi tùy giả Đức Phật ngày về ngày ở đó đó, thì ban đêm ba canh nó canh đầu thì tứ đại thiên viên, canh thứ hai vô trời thích, canh thứ ba đại phạm thiên xuống. Thì bà có cầu bà thấy hậu quang hoài, bà mới sáng ra hỏi, thì lúc đó bà mới bắt đầu mềm người để cho nghe lời của ngài Sariputta mà đắc sơ quả đó, tức là trí tuệ phát sanh nhãn, nghĩa là pháp nhãn phát sanh đó, là cách bố thí cao thượng nhất. Bởi vì dầu mình có nuôi cha nuôi mẹ, mình làm tiền bậc thỉ mình nuôi cha nuôi mẹ cũng chỉ giúp được cha mẹ trong một kiếp mà thôi. Nhưng mà nếu mà làm sao mà cha mẹ đã phát sanh trí tuệ đó thì hưởng nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà trong trường hợp có thể làm cho cha mẹ hướng dẫn làm thế nào cho mẹ gặp những bậc cao tăng hiện giả mà có thể đắc đạo quả được, tức là nếu sơ quả thì cũng chỉ còn 7 kiếp thôi, đó là cách bố thí cao thượng nhất, cách báo hiếu cao thượng nhất. Thì ở đây cũng vậy ha. Những ngày thường đó, mình ở cái xứ, đa số người Việt Nam mình ở cái xứ không đáng ở, thành ra mình không biết chuyện đó để làm. Những cái xứ đáng ở như các nước theo Phật giáo truyền thống đó, người ta không cần làm phước nhiều giống như mình, nó không cần trai thăng. Mỗi một ngày người ta chỉ cần 2-3 phần cơm ra đứng đầu đường, chợ ông sư đi ngang ta để bát. Làm liên tục đó quý vị, nên nhớ cái đó là kiến tha lâu đầy tổ, mà từng giọt nước nhỏ nhỏ cũng đầm lại đi ly, tiết ly cái ly lớn là vậy. Ngày nào cũng có cơ hội để làm phước đó. Còn mình thì phước nhỏ thì không làm, khinh thường việc nhỏ rồi làm, khinh thường phước nhỏ không làm, rồi rốt cuộc cái chuyện lớn mình không có làm. Mình chỉ cần nhiều khi chờ cả năm để được làm lễ dân y thôi. Nếu mình không làm lễ dân y mà trong 5 ngày, ngày nào mình cũng được để bác một ông sư phước báo, nó cũng bất khả tư nghì. Xin nên nhớ chuyện đó. Thành ra cái chuyện làm phước là cái chuyện mình nên làm. Tại sao mình nên làm? Atti Atano Na Thổ, thiện pháp là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong cái hiện tại này. Mà nó có thiện pháp thì đừng hy vọng làm gì hết đó. Thành ra cái chuyện mà mình làm phước thì càng nhiều càng tốt. Nếu có cơ ngộ làm hàng ngày là tốt nhất, mà không có thì làm tốt. Nhưng mà cái phước đó là phước bình thường, còn cái phước mà muốn để hồi hướng phước báo cho cái người mà qua bản đó, thì cái người thọ nhận ít nhất phải 8 giới. Còn
không có giới hoặc năm giới như mình đó, cái phước nó có mà đều nó không có đến nỗi mạnh. Tại sao chúng ta nói vậy? Bởi vì xin thưa quý vị đó, chúng ta không nhớ chuyện tiền thân cái mấy, nhưng chuyện tiền thân Bồ Tát lúc đó đi đi ghe đi tàu đi buôn bán gì đó, thì tàu chìm mà tấp vô cái rừng đảo á, thì thấy có lâu đài nhưng mà không thấy người, thì lên tiếng hỏi thì có âm thanh trả lời nhưng mà không thấy người, thì mới hỏi thì cái người đó là một cái quê ma đi cả bê tạ, tức là một ngài quỷ mà có lâu đài ở đó, tức là tâm làm phước lâu đài ở, làm phước mà làm ác rồi là ở. Thì Bồ Tát mới hỏi sao không cho thấy, và nói cái người đó nói là chúng tôi không có đồ mạch, mình không thể hiện ra để cho quý vị thấy thành người trần trụi. Thì Bồ Tát làm sao để có thể mà có đồ mặt đây có thân đàng hoàng, thì bà mới nói đó, bà nói cần cái người nào mà làm phước để dân y áo cho cái người mà thọ giới tám giới trở lên đó, thì hồi hướng phước báo thì bà ta nhận được. Thì Bồ Tát thì hỏi lại, thì trong cái tám đó chứ mình Bồ Tát là giữ thọ tám giới thôi, còn mấy gì kia là thọ năm giới, để làm cái y dân cho Bồ Tát. Xong Bồ Tát hồi hướng đó thì cái gì mà ngạ quỷ đó hiện ra người lộng lẫy có quần áo mặc đàng hoàng đó. Thành ra muốn làm phước hồi hướng cho người quá vãng á, nghĩa là phải làm phước cho người tám giới trở lên. Đó là lý do tại sao đa số người ta hay tạo phước cho ông sư, cho chư tăng là vậy. Vậy nó bảo đảm cái năng lực mà phước báo nó có thể nó giúp được cái người quá vãng. Còn nếu mà mình cứ làm theo cái kiểu mình hãy vô chùa ông sư nào quen thì làm nhiều, còn ông sư nào mà không quen thấy cái mặt hơi táo bón chút cái mình cũng thèm để khỏi chừng. Cái phước mình nhiều khi làm nó không có tới đâu, nó không có nhiều là vậy đó. Thà mình làm nhiều lần nhưng mà nó càng ít, mỗi lần làm ít nhưng mà ít nhất là nhiều lần nó vẫn có năng lực như thường, còn hơn lâu lâu mới làm một lần, chờ 2-3 năm đi làm nhân y để dư dân chúng được thật đến chưa tăng cả mấy trăm triệu này kia em sùng. Quý vị nên nhớ một điều là cuộc đời này vô thường, không có gì bảo đảm, quý vị sống đúng năm để quý vị đi làm những cái lễ lớn như vậy, nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ, sa thú lành tay, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều, đã chỉ dạy cho chúng con cách làm phước đây, hồi hướng đến ông bà cha mẹ đã qua loãng nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại này. Dạ, con kính tri ân ngài, dạ, những lời ngài chỉ dạy con nguyện sẽ ghi nhớ để mình tạo được phước cho ông bà của mình. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, dạ, mời quý vị có thể đưa những bàn tay, có thể đưa những câu chết chát ạ. Nhật Quỳnh xin phép được đọc ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, cảm ơn Hoàng Phương Bốn cho câu hỏi. Dạ, con xin được đọc ạ. Kính bạch ngài, những người bị bệnh nan y không chữa được có ước nguyện kết thúc cuộc đời, và một số nơi cũng cho phép làm việc đó. Như vậy bản thân người đó cũng như vị bác sĩ giúp làm việc đó có bị nghiệp gì không thưa ngài? Nam mô Bích Tha giá, con kính nhân Bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn này, giả kính thưa chư quý vị. Người ta cái đó, nếu mà cái mình quyết định để mình, ví dụ mình nói cho dễ hiểu, rút dây là vẫn tạo nghiệp sát như thường. Và chuyện đó đây chúng tôi nói nhiều lần lần đó, quý vị ở đây mà lớn lớn tuổi hay là có bệnh gì trong người đó nên đi làm giấy tự tử trước đi, ra bác sĩ gia đình đó, nghĩa là chuyện gì đó xảy ra đến tôi đó, thì bệnh viện và bác sĩ lo, không có dính dấp gì tới con cái tôi cả. Thì cái người bác sĩ đó thì họ có cái nhiệm vụ công việc đó nhiều khi, nhưng mà có thể họ làm việc đó nó không có đúng mức, nhưng mà cái tác ý giết người thì không có. Còn nhiều khi mình không có biết, mà mình có tác ý giết người đó, nghiệp nó nặng, còn nghiệp kia nhiều khi nghiệp vô tình nó quả nó không có nhiều, hoặc là nó không có thì theo. Có những người đó
làm cái việc sát sanh mà có bằng cấp ra biết thì tránh tránh được, hoặc để làm cho nó nhẹ rồi không có thì không được. Thì đây như tại sao chúng tôi nói là làm việc đó mà có bằng cấp, bởi vì họ làm việc sát sanh họ không có bị tù tội tức là có bằng cấp. Bình thường thì chúng ta thấy đó, tức là những chiến sĩ mà giữ nước đó, đôi khi cũng phải đối diện sự sát sanh. Cái hàng người thứ hai đó là nghĩa là cảnh sát rồi giữ trong thành phố này kia đó, không có đối diện chiến tranh nhưng mà vẫn con số câu chuyện đưa tới cái đó. Người thứ ba đó là mấy ông thẩm phán á, ông thẩm phán nhiều khi quyết định những cái tội mà tử hình nó cũng là nguy hiểm lắm chứ phải không. Cái người thứ tư là mấy ông bác sĩ này nè, nhưng mà họ có nhiệm vụ họ làm, mà đôi khi cái tâm tư họ không có có làm đủ chi để phạm cái giới sát, không làm đủ chi. Thành ra cái đó là cái chuyện của họ, thành ra mình muốn cho trẻ con cháu mình tránh khỏi chứ. Bây giờ giờ nói con cháu sửa không được khổ lắm này kia sùm, nếu mà rút dây thì giờ chết thì không còn dính thì nó y mình gật đầu mình coi chừng ạ. À. Bởi vì biết chắc chắn mình rút dây con mình nó chết chừng ăn. Thành ra đi, đi làm giấy tờ tử trước đi để tránh những cái chuyện khó xảy ra cho con cái sau này. Không ấy. Thành ra những cái việc đó đó mình không biết có tạo nghiệp hay không đó, hay có đức giới đức gì hay không, thì mình phải coi theo cái chi của mỗi việc làm như vậy đó. Thì dĩ nhiên mình nếu có thật ý làm chúng sanh chết là tạo nghiệp rồi, mà đều nó có đủ chi để có thể cho quả liền cho quả sau, hay là có thể không có quả hay không, cái chuyện đó là quý vị nào rảnh vô coi trong cái chương chương năm, chương năm của Thắng Pháp Tập lần đó, có liệt kê một số vấn đề về nghiệp nó chi tiết hơn. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, nhà sa thú lành thai. Chúng con dạ Hoàng Dương chờ chút xíu nha. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài và con đã thấy bàn tay của Hoàng Dương. Hoàng Phương nha, nhà Nhục Bình kính mời Hoàng Phương ạ. Hoàng Phương không có biết cầm mic nên con thấy đã bị rớt rồi. Dạ. Nam mô Bích Tha giá. Nhật Bình kính chào Vinh Kinh Milanda vừa vào đạo tràng. Dạ. Kính chào Ánh Trăng Rằm vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị, mời bàn tay quý vị có thể cầm mic để hỏi ngài cũng như có thể chất chát lên thì Nhật Bình xin phép được đọc. Dạ. Sa thú. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, cô tu nữ Khê Ma cùng toàn thể đó, kính chào toàn thể đạo tràng. Và tiếp theo cái câu hỏi của Hoàng Phương đó, con có câu như thế, dạ xin ngài cũng chỉ dạy cho con. Là con có biết một người bị bệnh nan y,
thì người đó tự mình uống thuốc để mà kết liễu cuộc đời. Thành ra như vậy thì như Ngài nói đó, là chính bản thân người đó tự chịu hết cái hành động của người đó làm. Và như vậy chắc là phải đi đọa địa ngục hay sao? Thưa Ngài, xin Ngài cho con hiểu rõ thêm ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, cái việc tự sát thì không có phạm giới sát sanh, nhưng mà thường thường cái chúng sanh mà tự sát thì treo cổ, thường đi đi xuống bốn đường ác đạo, đi về cổ cảnh, là tại vì cái lúc mà đau quá thì cái tâm trở thành ác pháp, ác pháp trong cái tâm nó phát sanh. Tại sao chúng ta nói cái người tự tử không phạm giới sát sanh, cái này được giải thích trong chú giải thích đàng hoàng. Thì trong năm chi đó, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh đó là biết chúng sanh đó khác ngoài mình, chứ không phải hơn cái chi thứ hai đó, nó không có độ, không có được tính ở trong cái đó, thành ra nó không đủ chi, không đủ chi. Thành ra theo chú giải thì cái đó, ngay cái ông sư đó, ông sư mà tự tử đó chỉ phạm tác ác thôi, chứ không có phạm bất công trụ, nếu mà sát sanh là phạm bất công trụ. Thành ra khi chú giải với tới vậy đó thì nó biết là nó không có đủ chi, mà khi cái nó không đủ chi rồi đó thì nó không có phạm giới sát sanh, nhưng nó vẫn tạo nghiệp ác như thường, nhưng mà không phạm giới sát sanh. Sát sanh là đi luôn, còn nghiệp ác đó có thể là nghiệp nhẹ, không có đi xuống không chừng. Thì theo mỗi trường hợp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhục Bình thấy mà Sức Kim nó đưa câu hỏi, Sức Kim có cầm mic không? Hay là Nhục Bình đọc giùm mà? Sức Kim ơi, cho Nhục Bình một tín hiệu đi. Sức Kim có cầm mic không? Hay là Nhục Bình đọc giùm? Dạ không. Dạ, con xin được đọc câu hỏi của Sức Kim mạch ngày. Thưa sư, bậc thánh sơ đạo không tục sanh lên cảnh trời vô sắc giới phải không? Con cảm ơn sư trước, sa thủ và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị, bậc sơ đạo nó chỉ có một sanh na tâm thôi, thành ra không có sanh ở cảnh giới nào hết á. Nói vậy đó, bậc sơ đạo chỉ có một sanh na tâm thôi, mà một sanh tâm mà nó sanh ở chỗ này chỗ nọ thì không có được. Thành ra bậc sơ đạo không có sanh ở đâu hết á, nó sanh là nó diệt liền tại chỗ đó thôi. Mà cái người cái sơ đạo phát sanh ở cái bậc tam nhân phàm, hành cho đúng mức thì sanh, hành ra tam nhân phàm mà sanh lên cõi vô sắc thì không không đắc sơ quả được là như vậy. Tại vì trên đó cái tâm sơ đạo mà nó muốn phát sanh được đó, thì nó phải dựa vào hạch thế giới quốc thụ, mà thời trên cái cùng trời vô sắc không có sắc ý vật, thành ra không thể sơ đạo không thể phát sanh. Còn chính cá nhân của bậc sơ đạo thì không sanh đi đâu hết á, nghĩa là chỉ có một sanh tâm sanh là diệt mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sức Kim ơi, con hiểu được ý của ngài chưa, có bằng lòng không cho Nhật Bình xin một tín hiệu đi nha, Sức Kim. Kim ơi, còn trước máy không? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Sích Kim 1116. Nhưng con không biết vị này có trước máy hay không. Dạ, con chưa thấy tín hiệu. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng và mời Quỳnh Kinh cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Vị nào có cầm mít, dạ, kính mời chị mít ta. Dạ,
Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cũng có thêm một câu hỏi nữa về sát sanh. Là như vậy, đối với những người mà nữ mà phá thai rồi này kia đó, thì như vậy có đủ chi để mà phạm cái tội sát sanh không? Xin Ngài cho con được rõ. Con kính cảm ơn Ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý chị. Nghĩa là phá thai là phạm giới sát sanh. Bởi vì rằng chúng sanh trong đó nó chưa thành người giống như mình nghĩ, chứ mà mình vẫn biết nó có sự sống nhưng mà là không biết. Mình nói mình không biết là không có được. Bởi vì cái đó là một chúng sanh rồi ha, là chúng sanh rồi. Mình biết cỡ nào tùy theo mình. Nhưng mà mình có thể phá thai là dính. Chứ không thể nào nó không dính được đó. Mô với thầy dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Thầy giác, dạ, sa thú câu hỏi của chị Metta. Và là con đã thấy chị Metta tri ân Ngài rồi. Con xin hỏi tiếp câu hỏi của Sức Kim ạ. Theo như sư giảng như vậy, người làm nghề đao phủ giết người theo lệnh thì có chi phạm nghiệp bất thiện chứ không đủ năm chi của nghiệp sát sanh. Dạ con kính dân bích đến Ngài, không biết cái này là phải câu hỏi hay là câu góp ý. Dạ con không rõ nữa, con kính dân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nghĩa là chẳng đủ chi như thường, chứ làm sao không đủ chi được. Khi mình cầm dao mình cắt cổ người ta, dầu rằng mình được sai biểu và mình nói không có người đó, mình không có đủ chi là sao không đủ được. Chẳng đủ chi như thường. Nghĩa là ngoại trừ nó không đủ chi là khi nào mình giết trong trường hợp mà bất khả kháng, thí dụ như các chiến sĩ mà đi ra trận nhiều khi không thấy ai đó, nhưng mà được lệnh hãy nghe tiếng động thì cứ bắn này, thì bắn cái đó thì có thể không đủ chi được gọi là sát sanh, nhưng mà vẫn đủ chi để tạo nghiệp ác như thường. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, khi mà người ta bị hiểu không mình làm, tức là mình phải biết cái việc làm của mình là như thế nào, cho thế nào không nói được. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà cái gì mà đi dâng cơm cho Ngài Sa Đu Ta rồi ông nói ông làm theo người khác đó, ông nói cái đó là chỉ để nghĩa là cái nghiệp của ông ta tốt rồi Ngài Sa Đu Ta Ngài lại làm một số cái phương tiện để cho ông ta không có nghĩa là bức rứt trong lúc đó để làm cái việc khác mà thôi, chứ không phải là nói là không đủ được. Nam mô Bố Thầy giác. Dạ sa thú con đã thấy Xích Kim. Sa thú rồi. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Cảm ơn câu hỏi Xích Kim. Dạ cho Nhục Bình hỏi trước câu của Trúc Miễn. Rồi hỏi tới câu của Đục Khê, Đục Kha vậy đây. Dạ. Xin Quan Hỷ tài câu Trúc Miễn 52 đưa lên trước ạ. À. Dạ, có lẽ là con kính Ngài Liệu Tâm. Có lẽ vị này viết chính tả hơi sai, xin Ngài hoan hỷ chút xíu ạ. Chỉ hai vị đủ lễ trường hợp đã trước nhân và dạ, câu hỏi và dạ, con cung thỉnh Ngài ạ. Chắc có lẽ Ngài đọc con không có được hiểu. Dạ con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bố Thầy dạ. Nam mô Bố Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Cái này thì mình nếu học dừng lại thì thấy rõ ràng về vấn đề là thấy danh sách. Nhưng mà đây không biết cái gì này, có thể là chưa học tới đó, là chúng tôi xin giải thích theo chế định pháp mà thôi.
Ví dụ như đối với cha mẹ với con thì cha mẹ sanh trước, con sanh sau. Cha mẹ là cái nhân sanh trước để cho cái sự sống của con có. Khi mà cha mẹ già rồi đó, thì cha mẹ muốn được sống, còn thì con cái nó nuôi, con cái là sanh sau. Là cái nhân để làm cho cha mẹ có sự sống tiếp tục được gọi là cái nhân nó sanh sau. Còn giữa chồng vợ hay là người anh em trong gia đình đó, là nhân quả đồng sanh, người này sống bao bọc người kia ngược lại. Đó, thí dụ để cho quý hiểu tại sao có nhân trước quả sau, nhân đồng sanh với quả hoặc nhân sau quả trước là vậy. Nhưng mà nếu gì nào mà học ấy tới dùng cái danh sắc thì nó, tại vì cái danh đó thì nó sanh sanh diệt nhanh hơn cái sắc. Sắc nó sanh diệt thì tâm sanh diệt 17 sanh na, thì sắc sanh diệt mới một sanh na sắc mà thôi, thành ra sắc. Như cái nhân nó sanh sao nó làm cái sắc nó đứng vững được, nên đó là nhân sanh sao quả là vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú con thấy Trúc Nguyễn 52 đã sa thú rồi. Dạ kính cảm ơn câu hỏi của Trúc Nguyễn 52. Dạ con xin bớt cái câu của cái vị này lên để con đọc ạ. Kính thưa sư, xin sư chỉ dạy cho con chi tiết phải làm thế nào để có tâm tư và tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí khi nghe pháp như trong lúc này. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái người nghe pháp đó là người phải có cái khả năng với căn bản về giáo pháp Đức Phật đó. Tại nghe pháp mới có thể có đủ tâm tư được. Bởi vì ngay cả Đức Phật đó khuyên những cái người mà nghe pháp đó, khoan không giờ tin mà không giờ bỏ, là tại sao là phải y vào luật và y vào pháp thì mới nên tin cái điều mà nói ra đó. Thì cái này cũng vậy, nếu khi mình có tật ý mình vô mình nghe pháp đó mà mình hiểu được lời dạy của cái vị giảng sư ông đang dạy đó đó, thì mình mới có khả năng mình làm cho cái tư tưởng của mình nó trở nhiều lần nó quen thuộc, thì nó mới trở thành cái chê tà na mà trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, với cái tâm đại thiện mà thọ hỷ được. Chứ còn mình nghe mình bù trắc, mình nghe mình không hiểu gì hết, ông giảng sư cũng giảng gì kệ ông, mình vô mình nghe để mình nghĩ là nghe là có phước, giống như là con nhái hay là nó ngồi nó nghe, hoặc là con dơi nó ngồi nó nghe mấy cái gì mà tụng kinh ấy, tụ bạch thầy vô rồi cái nó sanh làm chư thiên ở đó đó. Thì cái đó là mình nói để cho biết rằng cái quay lực của cái người tụng và quay lực của ngôn ngữ. Còn mà mình muốn có đầy đủ tâm tư để mình, thay vì mình chẳng những mình sanh làm gì cỡ đó, mình có khả năng để mình hành để mình ấy được đó, thì người đó phải có khả năng về Phật pháp. Còn nếu mà không có khả năng Phật pháp thì bởi vì có nghe cách mấy bây giờ không thể nào có tâm tư mà trong sạch hết đó, mà cũng không thể tỏ hỷ được. Bởi vì mình nghe với cái tâm mà mê mê nửa tỉnh nửa mê của mình đó, thì làm sao phát sanh được. Thành ra mình phải người mà bởi vì cái giáo pháp mà mình nghe đó ha, được gọi là sịt khả đó, từ mà nói trai sịt khả đó, thì sịt khả cho đó đó nó là một pháp học mà nó phải có đủ năm chi thì mới được gọi là người đó có cái một pháp học. Thì năm chi đó là gì? Tức là nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Nếu mình nghe mình không hiểu thì kể như là nó không có đủ chi để mình có thể có pháp học. Mà khi mình có được cái pháp học đó rồi đó, sau này mình vô cái chỗ nào mình nghe cái vị giảng sư mà vừa lên cái đời đầu đề không là mình đã hoan hỷ rồi. Hoặc là mình nghe tên ông sư đó mà chưa được nghe là mình đã hoan hỷ rồi. Hoặc là khi mình nghe ông sư đó mà tới cái xứ mình là mình tìm tới, thì trong đường mình tìm tới để được nghe là thì nó là cái tác ý trước khi làm cái việc đó. Mình vô nghe ông sư đó giảng là tới trong khi làm, và sau đó vẫn quan nghĩ có khả năng quán xét những cái điều mà ông sư đó nói, thành ra cái đó mới là đúng ba thời. Chứ còn mình không cần biết, mình nghe nó ở
con sư đâu giảng hay mà cũng biết chẳng giảng cái gì, thì mình tới tò mò mình tới xem, cái tâm mình đâu có hoan hỷ đâu mà mình nói tao đại thiện tao hỷ được, nào không? Để đi vô nghe ông sư đâu nói gì là cụ sa la tâm ma là pháp thiện gì gì gì, ông sâm là pháp thiện là cái gì, pháp ác là cái gì, nghe không hiểu gì hết, rồi rốt cuộc là, nghĩa là nửa tư không có chứ lại vì có thế tam tư. Thành ra mình mừng người đi nghe pháp phải có một sự chuẩn bị, chuẩn bị từ lâu chứ không phải là mới chuẩn bị đây. Ngay cả những người mà vô, hầu như quý vị vô rung lần nào cũng thấy có những người như là mình quen đến nỗi mà nghe cái âm thanh họ anh biết rồi đó, nhưng cũng chưa chắc có đủ tâm tư và được cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí nữa. Nó thật sự vậy đó, nó không phải dễ đâu quý vị. Vì tại sanh làm người tam nhân nó khó khăn nhiều chuyện để nói lắm chứ, mình đừng có tưởng đâu mình nghe thì được. Vậy chúng tôi nói nhiều lần hôm nay là lặp lại nè, cái người nghe đó có nhiều cái cơ hội hơn là người nói. Ông sư ông giảng không có ông giảng sư nào lúc giảng mà đắc đạo quả đó, nhưng mà người ngồi nghe rất nhiều người đắc đạo quả, nó nhớ chuyện đó. Tại vì người nghe mà họ có khả năng họ quán xét như vậy đó, thì cái chuyện của họ họ ngừng lại để họ nhìn vào cái thực tính pháp lúc đó đó, họ đắc được liền. Còn ông sư ông có giảng có giỏi cách mấy, ông đơn giản mà ông ngừng lại để ông quán cái thực tính pháp đó là ông cà lâm rồi, sao ông giảng pháp được. Thì là người đang nói không bao giờ mà có thể bên người đang nói rằng thường đa số dùng chế định pháp để diễn giải một cái vấn đề đó nó liên quan tới thực tính pháp, chỉ có người nghe tới đó mới dừng lại để quán xét cái thực tính pháp đó là cái gì thì mới có khả năng đắc đạo quả là như vậy. Còn người nói không bao giờ đắc đạo quả trong lúc nói đó, bây giờ là mê nói toàn chế định quá còn đắc thì được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sao con thấy Đức Thầy đã kính tri ân Ngài rồi. Dạ, chúng con cũng thành kính tri ân lời giảng dạy của Ngài, để cho chúng con hiểu thêm một chút về thế nào để mình nghe pháp cho có được sự lợi ích. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, nhà Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh, mình kính mời ai kêu em đó về vào đạo tràng và tất cả đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, khi một người có được cảnh dục mình mong muốn và dính mắc vào đó thì đây rõ ràng là năng lực của tâm tham. Nhưng nếu một người tâm cầu pháp cao thượng và khi đã chứng đắc được rồi, ví dụ như chứng hạnh và có sự gắn chặt vào pháp đó, đây là do năng lực của tâm tham hay tâm sở dục, dục trưởng duyên? Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính dâng minh đến Ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị là nhớ dầu quý vị đắc thiền đi nữa, cái đó không gì bảo đảm một là quý vị là ngon lành đó. Nếu quý vị lật trong kinh điển coi, thứ nhất trong những chuyện tiền thân hay những cái chuyện ấy đó, Bồ Tát bay trên ấy xuống mà đi ngang mấy cái chỗ mà mấy cô sừng nữ của Phà Ca đang tắm giỡn thì vẫn rớt xuống cái bịch như thường. Chứ đừng có tưởng là đắc cái đó là mình chỉ đè nó xuống trong thời gian nào đó thôi. Nếu mình không tiếp tục mình hành cho tới đúng mức của nó thì cái chuyện mà nó suy đồi rất là nhanh. Và ngay cái cái gì nào ở đây lớn lớn như cái Huynh Kinh mà đọc Kiên Tàu hay là mấy người trong ngày đọc Kiên Tàu đó, bởi vì đọc cái chuyện mà có cái thằng cha mà nó đi xuống ở dưới rồi nó đi xuống nó tìm mấy em ở dưới rồi nó ban đầu thì nó bay xuống sau rồi nó đi bộ về đó, cha gì đó lý gì đó lý thuyết hoài gì không xong đó, nó cho Huynh Kinh biết thằng cha đó. Đó lúc đi xuống là bay xuống ngon lắm, nhưng mà không biết vô chú đó làm gì, gặp mấy em làm gì, vẫn đi bộ về như thường chứ đừng có ở đó. Thành ra khi nào mà những cái này đó mình không thể phân biệt dục hay là tham gì đó, mà nếu mình muốn biết đó dục tham mình phải dựa vào trà tụ lắc hà nạ của nó coi cái lúc đó cái đó đó nó bị cái gì đó.
nó có cái nhân nào là nhân gần, duyên nào là duyên gần rồi này kia, rồi mình mới quyết định nó được cái đó là cái gì. Chứ còn mình nói sơ 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 thì không có chắc vậy đó. Nó không phải dễ giống như mình nghĩ, nó chuyện giỡn không có, nó có chuyện giỡn được. Nói gì như những cái tâm cao thượng mà nó phát sanh, nó cả chuyện hi hữu mà cái người đó muốn giữ lại không phải dễ. Bậc thánh sở dĩ giữ được là tại vì người đó đã diệt tận cái ngũ triền cái rồi, là nó mới không nhào thì nó quậy mà thôi. Dầu rằng tâm tham vẫn còn như thường nhưng mà nó quậy không được, còn cỡ như mình nó quậy lúc nào cũng được, nó muốn bóp mũi mình lúc nào nó bóp mũi à. Nam mô Bích Thầy giá. Cho Lý Thuyết Hoài đã chắc quen với Huynh Kinh đó. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, xà thú lành tay. Dạ, con thấy tịnh tuệ song tu đã tri ân Ngài rồi. Dạ, chị Meta cũng xà thú, chỉ có một mình Huynh Kinh là mang mắt kiến nhìn Ngài thôi, bạch Ngài. Dạ, dạ bây giờ thì Huynh Kinh chờ một chút đi nha. Có câu hỏi tịnh tuệ song tu xong, Nhật đọc xong, Ngài trả lời xong rồi tới Huynh nha. Huynh ai biểu đưa tay chậm chi. Kính thưa sư, theo Di Diệu Pháp thì tất cả danh sắc nào sanh lên và diệt đi ở quá khứ thì đã hoàn toàn bị diệt, không còn dư sót ở hiện tại. Nếu như vậy thì một người lúc 3 tuổi và lúc 30 tuổi là hai người hoàn toàn khác nhau vì danh sắc khác nhau. Trên thực tế không thể nói người lúc 3 tuổi và lúc 30 tuổi là hai người hoàn toàn khác nhau được. Vậy chỗ này phải hiểu thế nào cho đúng thưa sư? Nam mô Bích và con kính dân mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy giả, kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, muốn hiểu được là phải học kỳ viên hệ mới hiểu. Tại những người 3 tuổi đó, tất cả danh sắc nó không còn nữa, nhưng mà trong thời gian những cái hoạt động người đó nó vẫn để lại một cái gọi là sánh tà tị, chê tà na. Tức là nó là những cái chuỗi dài, ví dụ sắc nó diệt rồi, nó vẫn để lại một cái gì đó để tiếp tục, danh cũng vậy, để là cái gì tiếp tục, nó tiếp tục đó. Cái đó nếu mà cái mình quán xét được cái sự tiếp tục trong thiền minh sát gọi là sánh tà tị bạch trục bệnh na, tức là sự liên tục của danh sắc. Đó. Nhưng mà chắc chắn là nó không có giống nhau, nó khác nhau hoàn toàn. Bởi vì nếu mà người 3 tuổi nó không có cái sự liên tục đó đó thì nó không lớn được. Mà 30 năm sau nó vẫn như vậy, nhưng ít nhất nó phải già, phải thêm phải gì cái gì chứ làm sao mà nó giống nhau ấy được. À. Đó. Thành ra mình nói một người cũng không, hai người cũng không chính xác, mà nói một người cũng không đúng. Nhưng mà nếu mà nói đó là cái sự nối tiếp của dòng danh sách thì mình mới diễn tả được. Và cái đó là mình diễn dùng cái chế định để mình diễn tả một thực tính pháp, nó rất là khó. Cho nên tưởng chừng người nào học đúng đúng theo cái quy trình đó thì nó nói vậy. Ví dụ như huynh hỏi là huynh định đệ tu, nếu huynh có gia đình rồi đó, cái này dễ biết nè. Khi huynh thương một người mà khi mà huynh lấy người khác chứ không phải người mình thương mấy tháng trước đâu. Là khi mà huynh cưới người khác chứ không phải cưới cái người mấy lần trước là thương dùm dùm đó. Nhưng mà khi ly dị cũng ly dị người khác chứ đâu phải là một đâu. Phải không? Đó. Khi mình đưa người đó ra nghĩa địa cũng đưa người khác chứ làm sao là một được. Thấy không? Ngồi suy nghĩ vậy biết chuyện gì đâu. Đó. Nếu mà nói là một thì con người ta không lớn được mà cũng không nhỏ được. Đó. Nhưng mà tại sao mình ấy, ví dụ như cái khổ gì đó, mình cho người khác cái khổ mà mình không biết. Ở Mỹ đó, nó có mấy chuyện vui chúng tôi kể cho quý vị nghe, tại sao gọi khổ. Nghĩa là hồi mình quen nhau đó, mình muốn tới chuyện tới thì mình cho họ một cái nhẫn, đúng không? Cái gọi là engagement, nhẫn đính hôn gì đó. Chúng tôi còn không có vợ, còn nên chúng tôi không biết, nghe thôi thật. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình cưới người ta, mình cho một cái nữa đó là cái wedding ring, tức là nhẫn cưới, phải không? Sao không mấy tuần trăng mặt về mình cho người ta, vợ chồng cho nhau cái nhẫn nữa, là nhẫn đó là cái gì mà không biết, huynh biết không? Cái đó gọi là suffering, tức nhẫn suffering cũng là nhẫn hết đó. Nhưng mà cái nhẫn sao cùng cho đó gây lộn suốt cả ngày, đưa tới ly dị luôn. Thành ra mình phải hiểu cái sự liên tục, sự nó liên tục của danh sách để mình hiểu cái đó, nó một thai giác.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Quỳnh Kinh giận rồi hả? Không thèm đưa tay nữa hả Quỳnh Kinh? Quỳnh năn nỉ để bàn tay xuống, giờ giận không thèm đưa lên phải không? Rồi, không thèm đưa lên, định tuệ xong tu hỏi tiếp. Dạ, cảm ơn Quỳnh nha. Kính thưa sư, một người đã hoàn toàn không còn thân kiến, hoàn toàn trống rỗng, không còn ý niệm ta và của ta trong, cũng không còn bất mãn, ghét, sợ với bất cứ thứ gì trên đời, còn sợ sanh tử luân hồi để tầm cầu chứng ngộ niết bàn, chấm dứt sanh tử. Thưa sư, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con kính dâng bích đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch cho tổ mẹ, dạ kính thưa cho quý vị. Thứ nhất là chúng tôi chưa tới đó, là cái chuyện mà không còn thân kiến nữa, chúng tôi chưa tới đó. Rồi nếu mà nói trả lời chính xác thì chúng tôi không có dám. Nhưng mà cái người không còn thân kiến là bậc sơ quả thì người ta vẫn tầm cầu niết bàn để chi? Bởi vì sơ quả còn và vẫn bảy kiếp nữa, thì người ta vẫn phải tầm cầu ở đó để người ta không còn sanh tử chứ làm sao được. Để người ta đã đi tới đó rồi, ví dụ như bây giờ mình chạy tới, mình đi, ví dụ nói cái Quỳnh hỏi là đi đi lên Las Vegas đi, đi kiếm sòng bạc đi, không lẽ chạy tới ngoại ô thành phố chạy về mới vô chứ phải không? Ra cái chuyện đó là bởi vì cái gì sơ quả đi nữa, dầu rằng không còn thân kiến vẫn tầm cầu niết bàn, tại vì đó vẫn còn tham như thường. Khi nào cái gì đó hết tham thì lúc đó mới còn không còn cái gì chứ, còn tham thì vẫn còn. Nếu bậc tứ thánh quả thì không tìm gì đó. Thành ra cái đối với bậc thánh đó, người ta tìm cái tốt hơn, nhưng người ta không có tìm cái cuối cùng, bởi vì chắc chắn cái tốt hơn đưa tới cuối cùng. Còn mình thì mình không có tiền ở đó, lúc nào mình có tiền cái tốt nhất, thành ra mình thất bại hoài là vậy. Nam Mô Bích Tha Giá. À, sa thủ, sa thủ, con đã thấy định tuệ xong tu tri ân Ngài rồi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của định tuệ xong tu. Thời giờ làm sao? Huynh đưa tay hay là chờ gì nữa đây Huynh Kinh? Hay là đeo mắt kiến? Đeo mắt kiến hả? Rồi, giờ kính mời Huynh nha. Nam Mô Bích Tha Giá, kính lễ Sư Lữ Tông, kính lễ Sư Lý Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào tất cả quý vị. Nhớ lại cái câu của cô Kim nãy hỏi đó, sẵn vậy tại cô Kim hỏi rõ là nó thì khó trả lời vấn đề này. Thấy con nó cũng có cái sự đặc biệt trong vấn đề về diệu pháp thì con cũng thỉnh sự giải thích hơn. Thì cái câu đó phải hỏi như vậy là một người phàm nhân á, mà đắc được thiền vô sắc khi sanh về cõi vô sắc, có thể tu đắc được chứng được thánh đạo thánh quả tu đà quần trở lên hay không là một, hoặc là thứ hai là những người mà rằng là bậc thánh hoặc thánh tu đà quần có thể sanh về cõi vô sắc được hay không, đó là vấn đề để hỏi cho cùng thỉnh sư giải thích cho nó rõ ràng chút xíu vấn đề này để cho quý vị hiểu, để chúng tôi nó lộn xộn cái này. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Bậc phàm nhân vẫn sanh về cõi vô sắc được nhân thường, nhưng mà không thể nào đắc đạo quả được. Bởi vì chúng tôi nói hồi nãy đó là cái tâm sơ đạo đó là nó nương nhờ hạch thầy giáo quá thụ chắc chắn 100%, thành ra không có hạch thầy giáo quá thụ cái tâm sơ đạo không thể phát sanh được, không thể phát sanh được. Thành ra cái người phàm nhân lên đó là không có khả năng để đắc thánh. Còn cái thứ hai, nếu cái người mà đã là sơ quả rồi, nếu mà đắc thiền vô sắc dẫn sanh về cõi vô sắc được như thường, chuyện rất là bình thường chứ không có gì đó, bình thường dẫn sanh được về cõi vô sắc như thường. Nam Mô Bích Tha Giá. Sa thú, sa thú, dạ đúng là như vậy, dạ thật.
À, sư giải thích rất là rõ ràng. À, thì sẵn cái vấn đề mà Tu Đà Quờn đó, con cũng xin hỏi sư vấn đề này. À, mới nhận được một cái tin từ bên Cali qua cho biết có một một cô đi tu thiền bên Miến Điện. À, có đi tu thiền xong cô về lại có thông báo với gia đình biết rồi cô đã đắc Tu Đà Quờn. À, thì người đó mới hỏi qua bên đây để hỏi con biết có điều này có đúng hay không, thì sẵn dịp này hỏi cung thỉnh sư giải thích là một người mà người ta không có pháp học, thứ nhất là không có pháp học mà người ta đắc Tu Đà Quờn thì người đó có thể biết được mình đắc Tu Đà Quờn hay không. À, và cái thứ hai là những người mà đắc Tu Đà Quờn rồi đó, mình có cách nào để mình vấn, để mình hỏi, để mình biết được người đó đã đắc hay chưa. À, theo vấn đề giống như là một bác sĩ mà chẩn bệnh hỏi người đó để mà xác định được người đó bệnh như thế nào, cũng như vậy thì một người đắc Tu Đà Quờn mà người ta không biết người ta đắc hay không thì mình có thể có vấn đề nào mình đặt ra để những câu hỏi liên quan tới một người đắc để mình biết được người đó đắc hay không. Dạ, còn cụ thỉnh sự đó là hai cái câu hỏi về vấn đề mà có thật người ta đã hỏi như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, cái người mà không có pháp học đó thì cái đắc Tu Đà Quờn vẫn biết mình đắc, nhưng mà không biết cái đó là Tu Đà Quờn, nên nhớ chuyện đó. Tại vì sau khi mà sáu mười lăm cái thiền là tại minh sáu phát sanh nữa, tại thứ sáu là tại quán, tại bạch chư quyết hành ả đó, tại quán trở lại đó thì quán đạo quả niết bàn và phiền não thì đã diệt và phiền não còn lại, thì hai cái đó người đó không có học thì quán không được, nhưng còn ba cái kia thì biết thì phải quán được, là nó biết mình đắc nhưng không biết mình đắc cái gì mà thôi, là họ biết chứ không phải là không biết, biết đắc nhưng không biết đắc cái gì, tại vì quán không có đủ cái đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, cái gì đó mà đi ra ngoài đó mà nói rằng mình đắc cái đó đó thì cái chuyện đó không có gì bảo đảm hết đó, có thể người ta tưởng lầm. Còn mình muốn biết cái người đó đắc hay không đó, mình không cần kề, mình chỉ cần quan sát để coi những cái giới nào đó, tối thiểu là năm giới người đó phải trong sạch, tối thiểu mà họ thọ tám giới thì tám giới phải trong sạch. Mà nhớ bậc Tu Đà Quờn là khi thọ bao nhiêu giới là giới trong sạch bao nhiêu đó. Nhưng mà đối với cái vị tôi cái vị mà thầy tu đó, tu nữ tu nam không biết đó, khi mà đắc rồi đó thì trong những cái giới mà ba trăm mấy chục giới của người tu nam hoặc là trăm hai trăm mấy chục giới của người tu, nó có hai loại, một loại là gọi là banh nách tị chế định, và một loại thứ hai nữa đó là lô cả quách trá ăn bệnh nách tị. Thành ra những cái nào gọi là lô cả quách trá đó thì người đó có thể phạm, nhưng mà banh nách tị quách trá tức là không thể phạm được. Ví dụ lô cả quách trá là như thế nào, là mặc y không đàng hoàng, người đó có thể phạm được, bởi vì cái đó là lô cà quách trá tức là lỗi người đời chê trách, nâu nặng thì có thể phạm được, tức là lỗi nhẹ có thể phạm được. Nhưng mà cái mà cái chế định của Đức Phật cho là không không quan, thành ra mình ở thời gian ở gần mình coi, mình lật cái sơ quyển sách mà của cái bà đó là người nữ thì mình sách cái luật của người nữ ra mình coi thử, coi cho rõ ràng là sau tôi quan sát thử trong sạch hay không, nếu họ giữ không trong sạch thì phải thử đẹp. Nhưng mà dầu dần này nữa đó, nó không phải tôi là quên thì họ là quẩn, lâu lâu quẩn nó bậy thôi chơi quá ấy được. Anh nó muốn nhìn vào bậc thánh là mình phải dựa vào cái giới hạnh của họ, chứ mình không có, nếu mình không có phải là người đắc cao hơn, mình dựa vào cái giới hạnh để mình coi người ta có nên đắc có đúng hay không hay sao, đó là dựa vào cái giới biết liền. Bình thường họ không có thọ bát giới thì trong năm giới là phải, nhưng mà nếu bà ta là tu nữ thì bà chắc chắn là phải chín chín giới, chín giới phải trong sạch, chứ không thể nói nó không trong sạch được đó. Nếu người đó là tu nữ là chín giới phải trong sạch, tu nữ bình thường đó nghe, chín giới phải trong sạch. Nếu mà chín giới không trong sạch là biết không phải rồi ha, bởi vì người tu nữ là phải thọ chín giới, mà chín giới phải trong sạch thì khi đó có thể là họ đắc, còn nếu không là không có đắc được. Nam mô Bổn Sư á. À, sao đó, sao đó, dạ, kính thưa thượng tọa Lưu Tông.
À, thì cũng nhờ sẵn cái vấn đề mà bậc Tu Đà Quờn á, kính thưa sư, với một vị mà đã đắc Tu Đà Quờn, đã thân chứng được về thân kiến, đã thấy rõ được nhân duyên của danh sắc này kia đủ thứ, đã trở thành một bậc thánh rồi, mà tại sao lại có trường hợp vẫn phải bỏ nhà đi theo trai? Thì cái vấn đề này thì theo con thấy là nó còn cái gì đó nó không nó hơi có lộn xộn xíu cái này. Con cũng thỉnh sư quan hỷ giải thích tại sao mà đã là một thánh tu quần rồi bỏ nhà đi theo trai là sao. Dạ, Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, cái đó là đúng, còn như đó bởi đúng theo tên gọi Tu Đà Quờn, nó lâu lâu quờn lại là phạm nhân thấy cái gì khoái thì cứ quờn lại thôi chứ đâu phải là sổ ta bệnh na, tức là cười vào cái dòng nước của bậc thánh đâu ha. Ha. Nó phải phải gọi là sổ ta bệnh na thì nó trúng, chứ còn hỏi Tu Đà Quờn thì chắc không trúng rồi. Lâu lâu thấy vui thấy ấy thì cứ quờn lại không. Đó. Người như vậy thì không có đắc gì cả, chỉ lợi dụng đức tin của Phật tử để mà kiếm ăn thôi anh, đừng có nên tin Nam mô Thầy á. Sao thứ sao à, cũng như là nãy con nghe sư nói về cái vị Bồ Tát mà bay ra thần thông, đắc thần thông mà bay thấy mấy em tắm đẹp thì rớt thần thông té, thì như vậy là người này cũng chưa gọi là người đắc, coi chưa gọi là thuần thục trong pháp thiền. Nếu người mà đắc và đã chứng ngộ được người là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà nhập sức là liên tục, đi thấy người nữ đang đang như vậy đang tắm như vậy mình nhập thiền lại thôi chứ đâu có gì đâu phải để mà bị té rớt đi bộ vậy. Luôn tỉnh sư quan nghĩ giải thích tại sao người này lại mà để cho mình là đắc thiền mà còn một thiền sư mà lại bị té vậy. Nam mô Bổn Thầy giá con tỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái người mà muốn giữ được thiền cho lâu thì phải tập cái năm cái gọi là pháp thuần thục đó, gọi là quá sĩ, có năm cái pháp đó mới được. Còn nếu mà không có năm cái pháp đó đó, nhiều khi cái nhập thiền còn chưa chưa chắc vững nữa, ở đó là đấy, tại ra nó rất là nguy hiểm cho cái người mà không chưa ấy thuần thục. Đôi khi là nó phải nhớ thiền là chỉ đè cái năm cái triền cái thôi, là phàm nhân trong lúc như vậy thôi. Thành ra thường thường đó mà nói cái người đắc thiền mà muốn sanh được về cõi này cõi nọ đó, ít nhất người ta vẫn nhấn mạnh cái câu cuối cùng là cho tới ngày mà lậu căn tử sanh thiền vẫn chưa bị hoại. Bởi vì cái chuyện thiền mà không có triệu tập là đắc rồi này kia xong là thiền nó bị hoại rất là dễ. Ngay cả trong cái chuyện này thân Bồ Tát mà mỗi ngày mà đi vô cái cung vua để lãnh bát đó, cái gì chúng tôi nhớ cái chuyện gì gì, nhưng vô kỳ đó cái vua đi vắng, chỉ có bà hoàng hậu, nhà hoàng hậu có thấy Bồ Tát tới đứng về để chào lính quýnh quýnh sao đó, nó trật cái mảnh vải che xuống mà Bồ Tát bị bệnh tương tư đi bộ về núi, không thấy à? Nghĩa là đắc thiệt, nhưng mà có những cái người đắc đó, ví dụ cái người đắc mà đắc thần thông đó, nó có ba trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là chỉ cần có cái nguyện hạnh đó, chỉ cần đắc đắc cái sơ đạo sơ quả thì không phải, chỉ cần đắc cái sơ thiền là có thể hành cái pháp nó nhanh được, còn đa số là phải phải tới bát thiền là mới mới có thần thông. Nhưng mà đa số những cái thời xưa đó thì cái phước của người ta lớn, người ta không ta tu ta có thể đắc nhanh, nhưng mà cái đắc nhanh đó làm cho người ta dễ vui dữ lắm, chứ nó không có giống như mình tưởng, rất là dễ vui. Mà khi mà mình đè cái đó, nó không có cái năm cái pháp thuần thục để nó giúp mình thêm đó, thì chắc chắn là trước sau nó có thiền nó cũng hoại, mà khi thiền nó hoại thì thôi. Chứ thành ra bởi vậy người ta mới nói là có những cái tâm thiền mà là đối tượng của phiền não đó, thì trong chú giải nó cái người đó đang đắc thiền thì không thể phiền não chung được, nhưng mà khi mà hoại thiền rồi mấy cái phiền não nó suy nghĩ tới cái thiền mình đã đắc đó, cái đó là cái trường hợp đó, chứ không phải là cái phiền não mà nó có thể nó nắm bắt lấy chi thiền để làm đối tượng của nó, là cái chuyện đó không có xảy ra. Nó mô bích thai vậy. Nam mô Bổn Thầy, dạ con thấy
Bình Kinh đã xa thú rồi, và con cũng thấy có câu hỏi của Đốc Kê 50, và con xin được đọc ạ. Kính thưa sư, con thường hay bị hông trầm thủy miên khi đọc pháp và không thể học thuộc bài được. Với sự cố gắng kiên trì, con lần lần đã có thể học và hiểu dễ dàng hơn, nhưng hình như tâm tham và sân hỗ trợ vẫn còn rất là mạnh. Khi học pháp và tạo rất nhiều khó khăn, kính xin sư chỉ dạy cho con chi tiết phải làm thế nào để có tâm tư và tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí khi học di diệu pháp rất khó khăn này. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tại vì mình không có lượng được sức mình phải tự lượng sức mình. Tại sao chúng tôi nói mình phải lượng sức mình? Cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết là bài thuyết về Tứ Thánh Đế. Nhưng mà cách đó mấy ngày Đức Phật gặp ngài Giá Xả cũng là cái có khả năng đắc đạo quả, nhưng mà ngài thuyết về từng tự pháp. À nú bục phí cà thả. Nghĩa đi từ thấp tới cao, từ bố thí trì giới, quả bố thí trì giới như thế nào, rồi sự nguy hiểm của cái quả đó như thế nào, rồi bắt đầu mới nét khẩm má. Thì phải tự lựa sức mình để mình lựa pháp mình học, chứ không phải mà tự nhiên nhào vô là di diệu pháp rồi. Bảo đảm đọc chưa hết một câu là đã ngủ rồi, chứ đừng nói buồn ngủ gì đó, chứ đừng có nói tam tư tứ tư gì đó, tại mình không lựa sức mình. Mà khi mình lựa sức mình rồi đó thì mình đọc. Chúng tôi chỉ cho quý vị câu thần chú ngày xưa chúng tôi vẫn hay làm, đó là người khác làm được mình làm được. Tức là mình học cái căn bản nhất là mình học là phải được, chứ còn nếu mà cái căn bản nhất mà mình học không được đó, là mình cái thứ đó thôi để cho Diêm Vương nóng cổ rồi quăng vô chảo tốt hơn. Mình phải lựa từng tư pháp mình học, chứ mình không thể nói là mình muốn học cái gì cũng được, không có muốn. Mà phải lựa cái vừa tầm vừa sức, cái não trạng của mình để mình học. Rồi mình chịu khó mình ngồi đọc sáng từ sáng tới chiều, người ta đọc 1.000 lần á, người ta đọc 100 lần ta thuộc, mà mình đọc 100 lần không thuộc, mình đọc 1.000 lần để coi thuộc không. Nếu mà đọc 1.000 lần mà không thuộc thì chỉ có nước là mời mấy ông sư cũng tụng của Sa La Tham Ma cho, chứ không có được nào người tránh khỏi vô đó đó. Thì nó phải coi cái khả năng của mình, là lựa những cái pháp nào nó tương đối nó dễ để mình học trước đã, rồi từ từ mình mới đi lên được, chứ còn nếu không rất là khó. Thì nên nó buồn ngủ hoài là vậy. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, xa thủ, con đã thấy Đức Khệ 50, kính tri ân ngài rồi. Dạ, kính cảm ơn câu hỏi của Định Tệ Song Tu. Dạ, con xin phép lại để con đọc ạ. Kính thưa sư, chư Phật và các vị thánh A-La-Hán, sau khi mệnh chung thì không còn tái sanh hiện hữu trở lại trong tam giới này nữa. Vậy, tại sao khi được hỏi Như Lai sau khi mất thì còn hay không còn, thì Đức Thế Tôn im lặng không trả lời? Kính sư giải thích ý nghĩa ở chỗ này. Nam mô Bích Tha Giá, và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tất cả những câu hỏi nào mà khi Đức Phật trả lời, thứ nhất không mang lễ từ đó, thứ hai là những người đó phát sanh tà kiến thì ngài không trả lời bất cứ trong mọi trường hợp. Thí dụ như người đó mà có cái loại nách thì cả thích thị, tức là tà kiến cái gì cũng không cũng có gì không mà nó Như Lai sau khi mất không còn nữa, người ta nghĩ là cái chuyện suy nghĩ người ta từ xưa giờ đúng, thành ra không bao giờ người ta thấy được cái những cái pháp chân thật đó. Thành ra khi nào mà cái người mà tới với Đức Phật với một cái tư tưởng tà kiến mà không thể thay đổi được thì ngài không trả lời, dầu rằng câu hỏi đó có thể trả lời được. Nam mô Bích Tha Giá. Tu đã tri ân ngài rồi. Dạ, kính cảm ơn câu hỏi của Định Tuệ Song Tu.
Dạ, bây giờ thì Nhục Bình kính mời đạo tràng, vị nào có thể đưa bàn tay hoặc có thể chết chát, Nhục Bình xin phép được đọc ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, con xin đọc tiếp ạ. Kính thưa sư, tâm sở tư chính là nghiệp. Vậy tại sao trong các tâm quả dục giới và tâm quả đáo đại cũng có tâm sở tư nhưng lại không cho quả ở vị lai? Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, trong các tâm quả nó là quả rồi bây giờ này cho cho quả gì nữa, nó phải ở trong động tốc nha, nó trắng ra là cái tác ý, nó phải trong động tốc nó mới cho quả được, chứ còn nếu mà nó ở trong thiện pháp hoặc là bất thiện pháp thì nó mới cho quả được, còn nếu nó ở trong cái tâm quả hoặc là tâm duy tác thì nó không có đăng cho quả. Bởi vì người ta mới gọi là quả dị thục đó, cho quả các thời nhân quả hiện tại cũng có là nó làm gì. Với tâm thứ tư đó nó là một cái loại tâm sở mà thường mà cứ mình cứ nói nó là nghiệp nghiệp nghiệp, thành ra mình rất là khó khó hiểu ha. Nó có mỗi cái chữ là khi Đức Phật nói ngài đều giới hạn trong cái ngài đều giới hạn trong cái ý nghĩa của nó đó, mà tại vì có thể là mình không có học cái ý nghĩa của nó. Đó. Mình về tâm sở tư nó chê ta na chê ta chỉ cả cái đó là ý nghĩa của chữ tâm sở tư vậy đó. Rồi ngài mới Đức Phật mới dạy là chê ta na hẳn quýt khui câm măng quá đà mí, là hay là có chỗ là ngài không có nói là câm măng mà cái chỗ là nói là chê tình hẳn phích khẩu quê xí lăng và cha mí, có tác ý gì kia giữ cái không làm điều pháp này là nó tùy theo có nghĩa mà mình để cho mình ấy đó, là nó cái nghĩa đa số ở những cái tâm mà không phải đào động tốc á thì nó là cái pháp kích thích để nhắc nhở tâm có tâm sở đồng sanh trong nhiệm vụ của mình, thì nó chỉ làm cái đó mà thôi, chứ nó không có cái vụ mà nó cho cái quả này được gọi là nghiệp quả dị thục này. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân câu hỏi câu trả lời của ngài và kính cảm ơn Định Tuệ Song Tu đã cho câu hỏi. Dạ, bây giờ thì con đã thấy câu hỏi của Như Thật. Thưa sư, có thể nào biết người nào tu đã đắc thiền? Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý, thì mình phải đắc cao hơn họ mới biết, chứ mình không đắc cao họ sao biết được. Mình thì mình chưa biết, thì mình thấy người tu thiền mình chưa biết, chứ làm sao biết họ đắc hay không đắc. Cho gì mình phải bằng hoặc hơn người ta thì mình có thể mới có khả năng để biết như vậy thôi. Còn mình chưa tới thì mình đừng hy vọng biết người này đắc thiền, người kia đắc thiền. Thành ra người Việt mình có lẽ là quê ở Cát Lái hơi nhiều, thành ra hay thấy ông nào ngồi nghiêm nghiêm mặc cái bí sĩ đó cái nói ông đó đắc này đắc nọ, tất nhiên nhiều khi là sao biết được. Thành ra Đức Phật mới cấm chư tăng làm việc đó là vậy đó, chúng tăng là việc đó. Cái người biết tất cả cái sự chứng đắc chỉ có Đức Phật mà thôi. Nhiều khi những bậc A-la-hán cũng không biết gì khác đắc hay là chưa đắc. Tại nhiều khi A-la-hán mà rồi quý vị sa cả đó, cái tâm mình đang không có đủ năng lực để biết cái người khác, nên nó chứ đừng nói gì của mình còn là phàm phàm phu tục tử 100% này thôi, chứ đừng có nghĩ cái chuyện đó cao xa chỉ cho mệt nó một thời á. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Như Thật, và con cũng thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, nhưng mà Định Tuệ Song Tu cho phép Nhật Quỳnh chút xíu nha. Dạ, do cái câu hỏi của Như Thật, Nhật Quỳnh có một cái ý để làm sáng tỏ hơn cái hiểu của Nhật Quỳnh. Dạ, bạch ngài, dạ con thấy là có người người ta nói là con nghe nha, chứ không phải con thấy. Có người con nghe người ta nói là người ta được đắc tới thiền gì đó thứ mấy gì đó một ngày. Và như vậy nếu cái người này người ta nói như vậy, mình có chắc là mình có thể tin là người ta đã đắc thiền
tới đạo thứ mấy không một ngày. Dạ con thì không có rành lắm về cái thiền, nên là con nghe nói con nghĩ là người ta ngồi được lâu được vài tiếng đồng hồ rồi người ta cũng có thể đắc, mà như câu nói của ngài thì con câu trả lời của ngài giống như thật, thì con thấy cái chỗ này nó cũng hơi lấn cấn, con cũng thỉnh ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giả kính bạch chư tôn này giả kính thưa chư vị, bởi vì ngay cả người nói mình đắc cái gì đó chưa đắc, chưa chắc là đắc thì làm sao mà mình phải đắc được. Mình còn nghĩa là cái người mà đắc thiền đắc gì nó có một số cái triệu chứng mà mình phải ở gần lâu mới được, ở gần lâu mới biết. Ví dụ như người đó hay nhập thiền mà nhiều khi ngồi im im nhắm mắt ngủ đó, làm sao biết nhập thiền được. Chuyện ngồi lâu nó có quan trọng, chuyện ngồi lâu mãi mình nhiều người ta vô casino tôi ngồi cả buổi nó có nhầm gì đâu, ngồi lâu thì không quan trọng. Chúng tôi nhắc lại là việc là công việc làm của tâm, cái tâm người đó ở trong đối tượng lâu nó khác, mà khi người đó ở trong cái đối tượng lâu nó có những cái chuyện mà liên quan tới cái niêm xích của cái đối tượng đó, đó. Mà khi niêm xích liên quan cái người mà đừng nói gì đó, người mà nhớ là vào cận định thôi chứ chưa tới định đó, bây giờ đi họ không bao giờ họ đi lạng quạng hết đó, ta nhớ chuyện đó. Bởi khi mà cái ục hạ niêm nó phát sanh ngay cả trong trong thành tịnh đạo vẫn nói là nhiều khi đi mà đi 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 hướng mặt trời mọc vừa vừa mọc lên đó, vẫn có thể bị hoại như thường, nó khó khăn lắm chứ cho ngoài. Bởi vì cái niêm ở trong đầu mình cũng là một cái vòng tròn vậy vậy vậy, có màu sắc vậy vậy, thì mình đi thấy cái mặt trời đỏ nó vẫn có thể làm hư cái thiền mình như thường. Thì đừng có nói thành ra cái gì đó mà khi mà đắc rồi không, bây giờ ngay cái lời ăn tiếng nói người ta cũng không có nói nhiều đâu, người ta rất là người ta né hết tất cả mọi vấn đề. Bởi vì gai nhọn là tiếng động của sơ thiền, mà chỉ người nghe tiếng động lớn, cái chỗ người ta ngồi nghe tiếng động lớn hay là người ta ăn những cái món ăn mà không có vừa cái miệng người ta vẫn làm cho phiền não phát sanh, mà phiền não sanh trong khi mình mới cần định thôi vẫn có thể là mất hết tất cả những cái gì mà mình đã đạt được. Chứ ở đó nói tới đấy mà nói là ra mấy vấn đề là như vậy đó, nó không phải dễ đâu. Bây giờ cũng vậy chứ, mỏ mỏ nhọn hay là không nhọn thì cũng hoài thì được. Thành ra mình hiểu chuyện đó là cái người nào mà nghe được pháp mà tương đối mà nó hơi cao thượng cao siêu chút là người đó là trốn hết á, trốn không dám đụng ở đâu. Chứ đừng nói về nhà hàng chở vợ đi shopping nữa, thôi chứ mình nói đắt thiền không biết thiền đó là thiền gì thì chúng tôi cũng không hiểu nổi. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ sa thủ con thành kính tri ân ngài đã giúp cho con hiểu được. Người ta nói là một chuyện mà mình nhìn thì mình biết được chút xíu, dạ mặc dù mình không có ra cái gì thiền hết á, nhưng mà chắc cũng hiểu được một chút. Dạ con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ con xin được đọc câu hỏi. Con thấy liên tiếp ba câu hỏi nhưng mà câu hỏi của Định Tuệ Song Tu trước, nên Nhật Quỳnh xin phép được đọc câu của Định Tuệ Song Tu trước. Dạ, còn nhị vị khác chờ chút xíu ha. Con xin sám hối ạ. Kính xin sư phân biệt sự khác nhau giữa thọ hỷ, Somanas, Sa-huê, Đa-na trong sở hữu biến hành, Sabbacitta, Sa-tha, Sa-na và tâm sở hỷ bi tí trong sở hữu biệt cảnh, bát kinh nakache tasika. Dạ con kính dâng mình đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, cái này muốn biết thì đi học gì pháp thì mới biết, chứ còn hỏi gì chúng ta nói gì quý vị. Nó khác nhau từ đầu tới đuôi, khác nhau về quẩn xứ giới đế, ngay cả quyền nó cũng khác nhau, nó không có giống nhau gì đó. Nếu là nó mà giống nhau thì nó không có không có hai tên khác nhau. Cái thứ hai nữa là nó giống nhau về cái trà tụ lắc hành hạ, tức là cái nhân gần để cho nó phát sanh. Anh đây xin quý vị chịu khó đi học gì pháp, nghe là cái căn bản gì tâm tâm trở gì sắc cho nó rõ ràng rồi
nó dễ hiểu hơn. Chứ còn bây giờ hỏi chúng tôi có nói cái gì cũng biết quần thứ giới đế là gì, thì làm sao mà nói nhiều được. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của định tuệ song tu, và con thấy định tuệ song tu cũng đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, dân ngài tách trà luôn. Dạ, con xin post câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Kính bạch sư, mình có được phép chọn thầy tế độ khi quy y không, hay lúc đầu mình gặp vị nào phải quy với vị đó? Nam mô Bích Thai giá dạ, dòng con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Mình chọn cũng được mà không chọn cũng được, vị nào có khả năng đều cho mình quy được đó. Bởi vì mình không phải quy cái vị đó, quý vị nên nhớ quy quy với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, chứ không phải quy 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 một vị sư, nhớ vậy đó. Nhưng mà mình cái vị nào mà có khả năng, nghĩa là phát âm tiếng Bali tương đối chính xác, có khả năng giải thích cho mình biết chín ân Đức Phật là như thế nào, sáu ân Đức Pháp như thế nào, chín ân Đức Tăng là như thế nào rõ ràng. Bởi vì khi mình là muốn quy là mình phải hiểu cái đó rõ ràng, chứ không hiểu không được, thì nên để gì đó truyền giới quy cho mình. Còn nếu mà mình không muốn chọn thì bất cứ gì nào cũng được, nếu có những cái điều kiện giống như chúng tôi nói ha. Bởi vì mình quy với Đức Phật, chứ mình không quy với bất ông sư nào đó. Mình quy giáo pháp của ngài, chứ mình cũng không quy giáo pháp của ông sư nào đó. Mình quy với chư tăng. Mà quý vị biết chư tăng là gì không? Subhatibhanno phawato xã quá cà sẵn khô đó, quý vị đọc cái đó quý vị biết đó. Tăng nếu đếm đôi thì có tám, mà đếm chiếc đếm đôi thì có bốn, mà đếm chiếc là có tám, tức là quy thánh tăng không? Thành ra mình có biết ông nào là thánh tăng đâu, mình lựa mình chọn. Đó, cái quan trọng là mình từ bất cứ cái gì nào có khả năng phát âm tiếng Bali cho tương đối chính xác, có khả năng giải thích cho mình biết chín ân Đức Phật là gì, sáu ân Đức Pháp là gì, chín ân Đức Tăng là gì, rồi giải thích cho mình số cái điều kiện là khi quy rồi mình nên làm gì đại khái vậy đó, thì mình nên để gì đó truyền cái quy giới cho mình, chứ không có mình mình lựa ông mà mình thích mà ông nói tiếng Bali đớt một chút, hay sao không có khả năng mà tiêu pháp rồi để tiếp cho mình giải thích cho mình mấy cái đó thì cũng như không. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liêu Tông, ngài Thi Cùng Toàn Thể chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con xin có thêm một câu hỏi sau cái câu hỏi của vị nào mới hỏi đó. Dạ, con trước đây con đã quy y với một vị thầy Bắc Tông. Thì như sư nói như vậy đó, con nghĩ là vị thầy ở Bắc Tông này chắc không rành Bali. Thì bây giờ con có phải quy y lại không? Quy y với một vị sư Nam Tông hay là không cần? Dạ xin ngài giải thích cho con rõ. Con thành kính cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình muốn làm cái lễ cho nó đến phát thì mình xin làm, xin cái gì nào giống như chúng tôi nói làm. Nhưng mà thường thường trong cái hệ Nam Điền đó, mỗi lần quý vị làm cái gì người ta bắt quý vị thọ tam quy ngũ giới lại đó, chứ người ta không để. Bởi vì nói thật sự ra đó, mình thọ xong rồi mình ra ngoài chút phùng đất tùm lum từ lá cho bộ tư mình ngon à, chỉ có bậc thánh cái tam quy nó mới vững chắc thôi, còn mình không có gì vững chắc hết á. Mình đi ra nhiều khi mình đi ra rồi mình vô chùa mình thấy tượng Bà La Môn mình cũng lại cũng giái hợp ai cũng ấy, nó làm gì mà nó trong sạch được đâu đó. Thành ra là nếu mình làm cái lễ chính thức cái lễ đó các nước Phật giáo thì họ làm
cái trình 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 cho chư tăng biết là mình muốn trở thành Bút Tháp Má Má Cả, tức là người nương nhờ nơi Đức Phật giáo pháp chư tăng. Nhưng mà tại sao mỗi lần vô room hay là vô những cái chỗ mà thứ thiệt á, người ta bắt mình làm đó lại là tại vì mình thật sự ra mình thọ xong rồi ra mình nó dơ nó lem luốc hồi nào không có hay, thành nó phải làm như vậy để cho nó trong sạch trở lại, rồi mỗi lần có dịp là mình nên thọ tam quy ngũ giới để cho nó trong sạch trở lại. Và thọ tam quy ngũ giới đó là bước đầu của cái pháp hành của mình. Pháp hành nó có năm năm bậc thang này, nếu mà một người nào mà muốn gọi là hành thiền hành gì đó nó cũng có năm bậc thang. Thứ nhất là tam quy, thứ hai là giới, thứ ba là đối người đời là thập thiện hành thập thiện, còn đối với giới tỷ là thọ đầu đà, tức là mọi người không thứ rồi tới cái thứ tư đó mới là định, thứ năm mới là tuệ. Đó là con đường năm bậc thang, cái người nào muốn đi tới nơi tới chốn phải đi qua cái đó hết đó. Thành vô đầu lần nào tất cả từ thiền buổi sáng họ đều cho cái gì làm lại cái đó cho trong sạch lại, rồi bắt đầu vậy đó, đó. Thành ra không có gì mà phải sợ hết đó, mình thấy mình không trong sạch đầy đủ thì nên làm lại chứ không có gì đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con kính tri ân Ngài, nhưng mà con hiểu chưa rõ, như vậy là con không cần phải xin quy y lại, hay là cứ mỗi lần hành thiền, mỗi lần đọc kinh gì đó, con đều phải xin giới lại hay sao? Sư nói, xin sư nói rõ hơn cho con hiểu ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ví dụ như bây giờ mình làm gì đó nó trật thì mình phải làm lại chứ, làm sao mình nói mình không cần. Nhưng mà mình đã nhớ mình làm lại không nghĩa là mình trong sạch từ đó về sau mình không bị dơ bẩn trở lại. Thành ra mỗi lần có chuyện gì thì mình nên xin lại để mình làm trong sạch. Trong sạch cũng giống như chư tăng đó. Ngày nào hay nghĩa là đúng nguyên tắc chư tăng là ngày nào phải sám hối đó. Sám hối để cho trong sạch chứ không phải sám hối để mình có quyền phạm tiếp, không phải. Để cho trong sạch thì cái này cũng vậy, nghĩa là mỗi ngày mình vô đó mà mình được đọc vậy đó là mình làm cho nó trong sạch trở lại. Bởi vì trong thời gian mà mình về mình đi chơi đi chợ đi rồi có thể nó làm cho nó bị dơ ô nhiễm dơ gì đó, nó thành ra mình phải làm lại cho nó trong sạch đó. Nhưng mà mình làm chưa trúng, mình có đâu mà mình làm nó trong sạch thì nên làm lại chứ sao. Nó mô phích thầy á. Dạ, bây giờ con đã hiểu, nhưng mà theo ý con thì con nghĩ là trước đây ở bên Bắc Tông á, thì mỗi lần đi dự cái lễ quy y như vậy, rồi quý sư đó, quý vị đó có cấp cho tụi con một cái tờ giấy chứng nhận là ngày nào đó rồi quy y với ai này kia nọ, thì con hiểu lầm là như vậy. Thì con muốn hiểu là như bên Phật giáo Nam truyền thì không cần phải có cái giấy chứng nhận đồ như vậy, mà chỉ cần là mỗi ngày mình được nghe sư truyền giới hoặc là tự xin giới thì là đã đủ. Và con hiểu như vậy có phải đúng không, thưa Ngài? Nam mô Bích Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cô từ Việt Nam qua bên Úc tự nhiên thành dân Úc chứ không có làm cái gì hết à. Thì cái này cũng vậy. Nam mô Bích Thà Giá. Con kính tri ân Ngài. Thì ân ngày rồi. Dạ, con xin được câu hỏi này của Như Thật hỏi, hay là chỉ góp ý thêm, hỏi thêm để lúc nãy Như Thật hỏi đó bạch ngài, con xin mốt lại và con cũng đọc lên, nếu ngài thấy đây là câu hỏi tiếp thì ngài chỉ dạy thêm cho Như Thật à. Tại vì con nghe một vị sư rất giỏi nói một vị sư khác đã đắc thiền, cả hai vị đều là người nổi tiếng. Dạ, lúc nãy là Như Thật có hỏi cái câu mà để con coi lại con còn đây không.
xóa đi rồi. Dạ thì dạ đúng rồi, đã coi như thật trước mái đã bạch ngài. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không có biết cái vị sư đó như thế nào, tôi không biết, nhưng mà trên nguyên tắc là vị sư không được quyền nói đó. Nói đó mà nói đúng cũng phạm giới, mà nói thật là phạm giới nặng chứ không phạm giới nhẹ nữa. Là nó một vị sư mà đi ra chứng nhận cho người này đất nọ, cho mà nghĩa là mấy vị sư thứ thiệt là không có nói, không bao giờ họ nói rồi họ biết họ cũng không có nói. Vậy đó là điều Đức Phật cấm trong giới luật đàng hoàng. Hoặc là chúng tôi không hiểu tại sao vị đó nói chúng tôi không biết, nhưng mà nếu là nhà sư thì không được quyền nói trong mọi trường hợp, bởi Đức Phật cấm trong giới luật đàng hoàng chứ không phải là không. Nói đúng cũng phạm, mà nói thật thì phạm giới nặng hơn nữa. Thành ra chúng tôi được dẫn tắt vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy như thật đã kính tri ân sư rồi. Dạ con xin hỏi tiếp câu hỏi của học online. Dạ dạ Nhật Bình, còn lại mấy câu nữa quý vị văn hỷ cho Nhật Bình nha. Dạ học online hỏi là ngày nào mình cũng vào rơm thọ quy giới rồi, như vậy có đủ chưa bạch sư? Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Như chúng ta nói, nếu quý vị thuộc hiểu rõ ràng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng như thế nào đó, thì khi quý vị thọ xong rồi, ngày trước mình vô mình thọ không, mình không làm gì, nhưng mà sau này mình thọ là mình cũng nên đọc phải chính cái phần đó, nghĩa là đọc trong lúc sinh thọ đó, chứ không phải là trong lúc là mình đọc xong. Thế rồi như mình nói là bút thăng xà năng gác xả mỹ, thì trong đó mình phải có ba cái ân Đức Phật. Đâu mình nói là thứ nhất đó, thì tới đu tì dâm bị thì có thêm ba cái ân Đức Phật nữa, và tà thì dâm bị có thêm ba cái ân Đức Phật nữa. Như vậy là khi mình đọc cái câu bao đó xin thọ xin quy xin trì nương nhờ nữa Đức Phật, là mình đã nhớ trong đầu mình có chín cái ân Đức Phật rồi. Đó là cái cách mà mình lặp lại nó đúng cách. Chứ còn nếu mình lặp lại cái miệng không, cái đầu óc mình suy nghĩ đâu thì không gì đúng cách. Không biết quy về có linh hay không, không đúng cách. Còn nếu quy pháp vậy nữa, thâm mân xả năng gách xa mí, thì trong óc mình có hai cái ân đức. Mình lặp lại tú tì dân bị thêm hai ân đức nữa, và tại thì mình thêm hai ân đức là sáu ân đức pháp, và cho tăng chính cũng vậy. Là mình tập về để quen, là lúc nào mình ấy mà mình phải hiểu rõ ràng ấy đó, chứ không phải nó mình không hiểu rõ ràng thì cũng không được. Ai biết là Đức Phật có hiểu A-ra-hăng rồi, tại sao ngài có hiểu đó, là ngài có cái gì đó phải học cái đó, học cho nó hiểu đàng hoàng, là khi nào mình tụng á, cái đầu óc mình có cái đó mới thật sự là mình đã quy Đức Phật. Chứ còn nếu mình tụng cái miệng không thì thôi, sao để quy Phật là khi nào thì giàu có thân khẩu ý của mình á. Chứ còn nếu mà mình vô thì chỉ quy cái miệng không thì đâu có được. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai, người nào mà có được cái bằng mà người ta cho đó, thì nên cất làm cái niệm thôi, chứ đừng có trình cho Diêm Vương biết là tôi đã quy rồi nha. Diêm Vương cho phán một câu thôi đó, vô chảo đi khỏi trình. Nam mô Bụt Thầy giá. Muốn nín cười được nên con sám hối á. Dạ con nghĩ tới cái vụ vô chảo. Dạ con không nín cười được. Dạ con xin dạ định tuệ song tu chờ Nhật Bình chút xíu nha. Dạ tại còn hai câu hỏi chưa có giải quyết xong. Dạ nên Nhật Bình xin phép dạ hết lên trước ạ. Dạ câu hỏi của Xích Kim. Thưa sư, tâm đạo khác với bậc thánh sơ đạo như thế nào? Con cảm ơn sư trước. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Con kính dân mít đến sư, đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa quý vị. Lần sau đừng hỏi mấy câu về nha, tôi chưa tới đó mà cái hỏi hoài. Bần đạo chưa tới đó. Bậc
mỗi bậc bậc thánh đạo nó phát sanh khác nhau ở chỗ là diệt phiền não. Ví dụ bậc sơ đạo diệt bao nhiêu phiền não, bậc nhị đạo bao nhiêu, bậc tam đạo nhiêu, bậc đạo nhiêu, nó khác nhau chứ nó không có giống nhau được. Tại cái thành mình học trong lộ trình tâm bậc sơ đạo gọi là khốt trà phu, nhưng mà mấy bậc sau gọi là vô đa ná, đó là vậy đó. Khác nhau trong gì không nhau, nói tâm tắc rồi hỏi cái chuyện người ta tới rồi hỏi, chứ hỏi cái chuyện nó chưa tới mà hỏi hoài. Nó một cái thầy á. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Xích Kim. Dạ, Vinh Kinh trả lời với ngài đó Bạch Ngài. Vinh Kinh nói ai biết được sư tới chưa kìa. Dạ, còn Xích Kim nói gì đây? Con hỏi cho bạn con. Con nói nó không tin. Dạ, con thấy Tự Mẫn nói gì để con đọc tiếp. Dạ, dạ, con xin sám hối với ngài hoan hỷ với chúng con. Vui quá. Dạ, hôm nay thật sự là ngài rất là hoan hỷ. Con cũng rất là vui. Dạ, khi được làm thị giả cho ngài, mặc dù con sức khỏe còn không có nói nổi, nhưng mà rất là hoan hỷ với cái lời giải thích của ngài. Và con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, kính kinh dạy thực hành thiền tứ niệm xứ là con đường giúp chúng sanh vượt thoát khổ, nhưng là khổ nhân hay khổ quả? Khổ tâm, khổ thân. Nam mô Bích Tha Giá. Và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là tới cái mức cuối cùng thì chấm dứt hết cả hai. Còn nếu mà còn bắt đầu thì tùy theo, tùy theo còn cái gì. Bởi vì khi mình hành con đường tứ niệm xứ nó là một cái rẹt mà để tới cái mức cuối cùng tốt nhất là rất là khó. Ngoài trừ một số cái vị mà Úc có tị tinh nhu mà vào thời Đức Phật mà thôi. Còn bây giờ trong thời gian hành mình nó khổ ghê lắm, mà mình đắc cho đắc sơ sơ quả này nữa thì bảy kiếp sau nó vẫn khổ nhân, khổ thân, khổ tâm, khổ đủ hết á. Cho tới khi nào là đắc tứ thánh quả rồi vẫn còn khổ thân như thường, tại vì cái thân thọ khổ không ai diệt được đó. Và cái khổ của tử thần mà nó tới nó tìm đó cũng không ai diệt được hết á. Nghĩa là bậc tứ thánh quả ngay cả Đức Phật thì cũng diệt được có bốn con ma thôi, còn cái con ma thứ năm là không ai diệt được nó đó, là tử thần ma đó. Thành ra cho tới khi nào tắt thở, bậc tứ quả tắt thở là mới chấm dứt hết tất cả, còn không thì cũng còn những cái phần tùy theo, nó theo cái nào nó theo kịp ha. Vì vậy nên nhớ đệ nhất thần thông như ngày Mộc Hành La Ná đó, nói là ngày khổ, ngày còn khổ không, nó theo nó vẫn bầm đây làm tương cự đà như thường. Thật đó là khổ thân, thân trò khổ. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Và Định Tuệ Song Tu ơi, còn câu hỏi nào tiếp không? Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã dâng nước đến ngài rồi. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, quý vị trong đạo tràng có thể nhanh tay. Dạ, thấy rồi, thấy Định Tuệ Song Tu. Dạ, tại vì đồng hồ của Nhật Quỳnh đã 5 giờ 12 phút rồi. Dạ, không còn được bao lâu nữa. Dạ, kính xin sư giải thích rõ chỗ khác nhau giữa các loại xả như sau. Một, xả trong sáu căn Chalangut Bekha. Hai, xả phạm trú Sammaguiha Subekha. Ba, xả giác chi Baccha Gubekha. Bốn, cần xả Viri Bubekha. Năm, xả ba la mật Ubekha. Ba răng Ba rami. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Xả tất cả 10 loại khác nhau rồi, từng tới trở lại nghe đi, chứ còn bây giờ gần hết giờ rồi. Nói rồi nói chừng là nó không có thông hết rồi.
giải thích nó cũng ngập ngừng thôi, tại từng tới đi, có 10 loại tất cả khác nhau chứ không phải 5 loại giống như người hỏi, 10 loại khác nhau. Nam mô Bụt Thầy á. Con thành kính tri ân ngài và định tuệ song tu, nhớ khi tới đón nghe ngài trả lời nha. Dạ, con rất là tri ân ngài nếu những cái câu trả lời như vậy. Dạ, tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, đạo tràng còn vị nào có câu hỏi không, có thể đưa bàn tay lên hoặc chết chát lên không. Dạ, còn ít phút lắm quý vị. Và sa thủ câu hỏi của định tuệ song tu. Kính thưa sư, tính sát thá là nền tảng để tạo thiện pháp, mà trong bát chánh đạo thì chỉ thấy các chi thuộc về giới định tuệ mà không thấy chi nào trong bát thánh đạo thuộc về tính. Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính dân bích đến nghe. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hề, dạ kính thưa chư quý vị, khi bát chánh đạo mà nó đi tới nó tu tám chi vậy thì nó chỉ để diệt phiền não thôi. Nhưng mà tâm trở tính nó không dừng não thì nó đi trước cái đoạn đường mà khi mà bắt phát sanh ha. Đó, quý vị đọc ngũ lực ngũ quyền đó là có tính luôn đó. Nhưng mà tới chừng khi mà tới thành bát thánh đạo là chỉ có làm nhiệm vụ là diệt phiền não thôi, chứ còn không làm những cái nhiệm vụ khác. Mà diệt phiền não thì nó cần bao nhiêu đó thôi. Thí dụ như bây giờ một cái đoàn quân mà nó đi đánh mấy cái đám nào đó thì mục tiêu cuối cùng không phải tất cả đều dồn gì đó, chỉ một số người nào đặc biệt mới dồn gì đó để làm để tròn cái nhiệm vụ của cái việc đó mà thôi. Nó thành ra cái hành tứ niệm xứ đây để diệt phiền não, thì khi cần diệt phiền não là chỉ cần bao nhiêu đó thôi, và những cái đó là nó phụ phía trước kìa, chứ còn để tới đó mà chèn vô nữa không có chỗ đứng. Ông mộ bịch thầy vậy. Dạ, sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Con thấy định tuệ song tu cũng tri ân ngài rồi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, trong khi còn có ít phút thôi mà con chưa thấy đạo tràng có câu hỏi, cũng không có bàn tay. Dạ, cảm ơn định tuệ song tu. Dạ, cứu Nhật Bình. Dạ, kính thưa sư, có đoạn kinh ví như này các tỳ kheo, một ít nước tiểu có mùi hôi thối vân vân, một ít nước miếng có mùi hôi thối vân vân, một ít mủ có mùi hôi thối vân vân, một ít máu có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta không tán thán về hiện hữu, dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ thời gian búng ngón tay. Có phải đoạn kinh này dạy sự giải thoát khổ rốt ráo là không còn có mặt trong tam giới dù ở bất cứ hình thức nào? Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hề, dạ kính thưa chư quý vị. Tùy theo người nghe Đức Phật dạy có những bài kinh như vậy. Thí dụ như mà lần đầu tiên ngài nói về cho năm cái 1250 vị A La Hán mà lục thông tứ vô ngài giải đó. Mà ngài vẫn dạy cái câu thường mình chẳng hiểu lầm, tức là sập bá ba bạch xa a cả đá năng được, tức là không làm việc ác. Thật sự mấy cái gì đó đâu có làm việc ác đó đâu mà ngài biểu đừng làm việc ác, thấy không? Nhưng mà thật sự ra đó là ngài nhắn nhủ những cái vị đó đó, khi mà đi truyền rao giáo pháp của ngài đó, phải truyền rao cái từ nghĩa là cao tột nhất trong giáo pháp đó, cái tốt nhất. Cái tốt nhất đó là gì? Sắp bá ba bạch xa a cả đa năng cô sa lát sổ và sấm bà đa sa chịt tạ bà rí vô đá bà năng e tăng bút tha na sa sa năng, tức là e tăng bút tha sa năng là Đức Phật dạy cái gì. Hai cái câu đầu đó là chỉ cho tứ thánh đạo với tứ thánh quả. Thường mình không có hiểu, mình cứ tưởng là không làm việc ác là đừng sát sanh, quá không phải. Cái đó là Đức Phật dạy cho người thường này đúng, chứ còn này là ngài dạy cho bậc thánh tứ thánh quả không mà. Làm sao mà biểu đừng làm việc ác nữa, thấy không? Thành ra khi mà nói là không làm việc ác đó, tức là chỉ cho tới cái quả. Cái quả của sự không làm việc ác là ngài 250 vị ngồi nghe đó, các người đã chấm dứt cái đó rồi.
Nhưng mà cái thiện của các người dạy khác làm là cái thiện gì? Và cái thiện mà rốt ráo nhất là tứ thánh đạo, tức là cái nhân để tứ thánh quả phát sanh. Thành ra xưa nay đó, tất cả Phật ba đời đều dạy đó là gì? Tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, là cái chuyện đó chư Phật dạy. Thì ở đây vậy, những đoạn kinh về là chỉ sự rốt ráo, tức là nói đến tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Mà mình phải hiểu vậy thì mình mới mới làm được. Nhưng mà thường thường mình dịch mình không có hiểu, mình cứ nói là vậy vậy, nhưng không phải vậy vậy, mình nói là vậy vậy chứ không phải là vậy vậy. Thành ra tùy theo đoạn kinh, chúng tôi không rõ đoạn kinh này nằm đâu, nhưng mà đa số những bài kinh nào mà cái người mà nghe xong có thể đắc đạo quả A La Hán được là ngài thì đều dạy cái nội dung có cái mục tiêu giống vậy. Tức là rất là rốt ráo. Còn người nào mà nghe không mà có thể đắc cao đó thì ngày dạy cũng có những cái phần mà chỉ tới cái giai đoạn nào đó thôi, giai đoạn. Thành ra đó là cái cách mà giải thích của Đức Phật đối với những người mà hữu duyên với ngài. Còn mình thì không có hữu duyên với ngài, thành ra mình giờ mình lật ra mình đọc tại sao để có chỗ Đức Phật nói về chỗ Đức Phật nói khác. Thật ra có khác là đều đưa tới cái cuối cùng, tức là tứ thánh đạo, tứ thánh quả mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Thích Hà Giá. Dạ, sa thú sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã đưa lên cái chỗ đọc là Tăng Chi Bộ chương 1 pháp phẩm 15 đến 21. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu cũng đã sa thú rồi. Dạ, quý vị nào còn câu hỏi không thì đưa lên đi, Nhật Quỳnh đọc, hoặc là đưa bàn tay lên đi quý vị. Như Quỳnh nghĩ chắc còn được một hoặc hai câu nữa thôi. Dạ, quý vị có thể đưa bàn tay mình lên, hoặc là có những câu chắc chắc. Như Quỳnh xin đọc đọc à. Dạ, con cũng chưa có thấy bàn tay, cũng chưa có thấy câu hỏi. Dạ, dạ, cảm ơn Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có câu kinh: ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu giải pháp, vân vân. Kinh Tăng Chi, chương 3 pháp, kinh 3 lợi ích. Kính xin sư giải thích cho chúng con hiểu rõ câu kinh này. Thế nào là liễu giải nghĩa và thế nào là liễu giải pháp? Nam mô Bích Thai giá, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Một trong những ba cái phần sư của pháp sư là cái người đó khi mà thuyết pháp đó là phải giải thích rõ ràng để cái người nghe đó có thể thấy được danh sách, tối thiểu có thể thấy được danh sách, và có thể kết luận để cho họ thấy là duyên khởi duyên hệ như thế nào đó. Thành ra trong đoạn văn này Đức Phật cũng nói vậy, tức là mình hiểu hiểu nghĩa đó là tất cả những cái danh từ mà mình đang nghe đó nó đều có cái cốt. Mà cái cốt đó chúng thường thường gọi là chi pháp, thực tính pháp. Cốt là thực tính pháp. Bởi vì cái câu văn nào mà mình khi mình nói mình không đưa tới thực tính pháp đó, tức là mình chưa hiểu rõ ràng, tức là chưa có liệu liệu chưa có liệu nghĩa, mà chưa có liệu cái húy thi để cho người ta hiểu, tức là liệu giải nghĩa đó. Liệu nghĩa tức là cái cách thức để cho người ta hiểu cái nghĩa đó. Còn liệu giải pháp là con đường để thấy tới cái gì, cái điều đó là phải đưa tới cái gì. Thì thường đưa tới nghe xong là thấy danh sách, nghe xong là thấy duyên hệ duyên khởi. Thành ra đó là những cái một phần sự của pháp sư đó, những pháp sư vì pháp sư nào đó mà nói là phải biết cái đó. Nhưng mà chúng tôi thường nói quý vị phải hiểu khi cái chế định đó, nó có 100% là thực tính pháp, hay là nó có 50% là thực tính pháp, hay là nó chỉ có định để cho mình hiểu nghĩa theo cái phương diện chế định mà thôi. Thì cái này cũng vậy, tất cả những cái câu trong 84.000 bài pháp Đức Phật thuyết sanh, cái câu nào cũng đưa tới cái thực tính pháp được hết á. Ví dụ như cái câu bình thường mình nghe nói, mình nghe hoài nó thành quen, ê qua mê sự tăng, tôi là anh đang nghe như vậy đó,
Thì nghe là gì? Niệm, tưởng và trí. Nghe phải có những cái chuyện như vậy đó đi theo để mình hiểu rõ cái đó là cái gì đó. Chứ không phải là mình nghe rồi mình chỉ biết là tôi là anh đang nghe vậy, không phải. Thành ra cái đó là những cái mà nó là cái cốt của cái ngôn ngữ, hay là cái thực tính pháp của ngôn ngữ. Mà khi mà nghe rõ mà hiểu được cái thực tính pháp ngôn ngữ mới áp dụng được. Thành ra khi mà áp dụng được đó, nó mới đưa tới kết quả. Thí dụ, Ngài Sa Chí dạy cho Ngài Sariputta và Đức Phật dạy như vậy rồi. Cái Ngài tóm tắt cái bài kinh đó. Dê thăm ma hể tụ bà phá hoa đó. Thường thường mà về các pháp chơi sao không phải. Cái chỗ đó nó rất rõ ràng. Thí dụ mình hiểu thực tính pháp. Dê thăm ma tức là khổ đế. Mà khổ đế là nó có thực tính pháp là gì? Tất cả tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tham và 28 sắc pháp. Hễ tụ bà phá hoa. Cái nhân của nó là gì? Là tham. Đó, rồi nó mình hiểu vậy đó là liễu giải nghĩa, tức là để làm sao người ta thấy được cái thực tính pháp, tức là danh sắc đó. Và để cho người thấy ta đưa tới cái gì? Là đưa tới cái sự chứng đắc của Ngài Sa Bồ Tát, là Ngài xong Ngài đắc sơ quả liền. Còn bây giờ mình nghe từ mình nghe chế định là mình nghe xong cũng giống như định chế mà thôi. Nghe xong rồi không biết nghe cái gì. Nghe ông sư ông giảng hay quá, ông giảng rất là cao. Hỏi giảng sao hay vậy cao? Giờ hỏi giảng hay mà cao đó là tôi nghe tôi không hiểu gì hết. Cũng như không. Mà đi về hỏi có người hỏi chứ huynh định tệ xong tu vô đó tôi nói trời bữa nay nghe pháp hay quá. Ông sư cũng giảng cao lắm. Hỏi giảng hay sao cao sao? Bởi vì ông giảng hay là tôi với cao quá là tôi nghe tôi không hiểu gì hết. Cũng như không. Cái đó là không thể nào liễu nghĩa, không thể nào liễu giải nghĩa, không thể nào liễu giải pháp được là như vậy. Đó là những cái bài pháp mà cái người là muốn làm giảng sư pháp sư là thời xưa là không có đâu, học đàng hoàng, họ học đàng hoàng lắm. Sau này là học không đàng hoàng thì đã mới bắt buộc là phải đầu như vậy mới được đăng đàn thuyết pháp. Còn nếu mà không đầu vậy là không được đăng đàn thuyết pháp. Mình cả Thái cả Miến Điện nó đều có đó ha. Mình thấy mà quý vị thấy lâu lâu, quý vị thấy coi trên mấy cái bên Miến Điện lâu lâu là người ta đón mấy cái vị giảng sư về giống như là quan trạng về làng bên mình đó. Tối thiểu hơi đầu rồi các bạn nè. Sổ tụ xà náp bình tị xà ná thá chá thăm ma chà ri giá. Cái bằng về đòn rồi đó. Đón về làng, bởi vì nhiều khi làng không có ông đó. Phải tỉnh các vị giảng sư từ xa mới về. Mà người ta đâu có rảnh đâu, người ta tới hoài. Chùa là làng nào có đường ông về tới sớm nó có ông rồi chứ. Đánh trống mỗi lần tội kèn để đo như là welcome cái gì giảng sư về làng này vậy đó. Nó quý lắm vậy. Bây giờ mình thấy nó quý, mình lại mình nghe. Tại mà nghe mình chỉ mong hiểu là chế định thôi, chứ mình không hiểu tới thực tính pháp để mình có thể làm được cái gì khá hơn. Thành ra mình thấy vậy là mình thỏa mãn rồi. Chứ còn những người mà người ta có nhiều duyên lành, ta nghe, ta muốn nghe để ta thấy cái gì, ta hiểu cái gì. Thành ra cần phải nhận biệt cái gì mà giảng sư là phải liễu nghĩa, liễu giải nghĩa, liễu pháp là và liễu giải pháp là như vậy. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh nhờ sự tinh pháp trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên là cả chư tôn hiền giả cùng cả chư nam và chư nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để thấy chấm dứt được ác pháp ngổ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp này. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sẵn Khai Giá, nam mô Rất Thanh Nát Thầy Giá Sa. Dạ, xà thủ lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con học, hiểu và để hành theo cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong ngày hôm nay. Đến giới với Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên với Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng
Dạ, thấy online đã nói với chị Metta. Dạ, Nhật Bình cũng xin nói với chị Metta một chút xíu. Lúc nãy Ngài Liễu Tông nói thì theo như Nhật Bình hiểu nha. Dạ, thì Ngài Liễu Tông nói chị nên đến quy y với một vị sư nào mà biết rõ ràng, đọc rõ ràng tiếng Bali để sự quy y của chị được thành tựu nha chị nha. Dạ, theo Nhật Bình hiểu là như vậy. Nếu mà có thể thì không rõ lắm thì có thể ngày mai vào lúc giờ mình học thì chị có thể hỏi Ngài Chí Đức. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Chí Đức và từ bi trở lại đạo tràng sau khi chúng con sám hối sau khi tín pháp ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Và Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi tính pháp ạ. Bụt tà măng ghê nà quạnh đê hăng ba đà phạng xung và ruột tà măng bụt thể vô khá đi độ đô sâu bụt thô cầm mặt tục tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dây chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na vạn đề hằng tham man cha du ghi thẳng qua răng thầm mê vô khái tổ đô so thầm mô tham ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na vạn đề hằng sanh khanh cha đi quy thọ tâm ăn sang khệ do đi độ đô sâu sằng khô cầm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Sakatwa Buddha Ratanang O Satang Uttamang Warang Hitang Dewa Manusa Nang Buddha Te Chena Sotinana Santu Bhagdawa Sampai Dukha Wubasamentu Te Sakatwa Thamma-ratanang o-satang-o-tamang varang-parila-upasamanang Thamma-te-che-na-so-ti-na-na-santu-bhadda-va-sabbe-phaya-vu-basamentu-te-sakka-tuam Sankharatanang o-satang o-tamang varang-ahunayang-bahunayang Sankhate-che-na-so-ti-na-na-santu-bhadda-va-sabbe-ruga-vu-basamen tu tế nguyện cầu quý đức Phật bảo nguyện cầu quý đức pháp bảo nguyện cầu quý đức tăng bảo xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh những hiện tượng bất tường những mong bị xấu xa và những điều trở ngại những khổ đau sợ hãi những phiền buồn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt sabbe buddha balapata bace kanan jayang balang arahan tate che na rak khang phan tha mi sabba so sabbe thamma balam banta bacce ka nan jayang balang arahanta nan tate che na rak khang phan tha mi sabba so sabbe sangkham balam banta bacce ka nan jayang balang arahanta nan tate che na rak khang phan tha mi sambha so xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh văn thính chúng hộ trì đền tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc.